Dạ, mấy cái đó. Dạ. công ty em hiện tại công ty thành lập lâu chưa? Dạ mới thành lập thôi anh. Mới thành lập là Dạ mới thành lập 2-3 tháng 5 á. 23 tháng 5 Dạ mới. 2022 hả? Dạ mới đây thôi, có mới khoảng tầm nếu mà tính là mới được có mười mấy ngày á, 2 tuần rồi. Ok, Dạ. 2 tuần rồi thì em phải nộp thuế môn bài. Dạ, nộp thuế môn Nộp bài em nộp thuế rồi. Cái đó là rồi bên kiểu như là cái này bên công ty này là dịch vụ do ông làm đúng em. không? Dạ, đúng rồi, do ông em cho mở công ty này cho em làm và bắt em học kế toán để mai mốt quyết toán này nọ, nói chung là Đúng rồi, nhưng mà ý nãy tôi nói là cái vừa rồi mà bọn thành em làm lập, hết trong công việc của công ty mình luôn. đúng rồi, cái mà thành lập doanh nghiệp vừa Dạ. rồi là em thuê dịch vụ nó làm đúng không? Dạ đúng rồi. Nửa đầu cái nó nộp thuế môn bài cho em luôn rồi gì? Dạ đúng rồi, nói chung là cái đó là ông em làm hết cho em rồi, bây giờ em chỉ cần học Ok cách để rồi, khai báo thuế này nọ cho con cho nhà nghỉ thôi, cho chị thuế thôi. Dạ. ok rồi. Dạ. Thì bây giờ công ty em mới thành lập á, thì em sẽ kê khai hiện tại là công ty em có bao nhiêu người lao động, Có mình em à, tạm thời là mới thành lập chỉ có mình em ai ai là người đại diện theo pháp luật? à. Em luôn, nói chung là em là người chủ trì hết, nói chung là em là người ký kết này nọ, giấy tờ này Em nọ là giám ngoài. đốc, em là giám đốc Dạ đúng. mới đại diện pháp luật đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì bây giờ nè, khi mà tôi nói quy trình cho em là khi mà công ty mới thành lập rồi á thì em phải Dạ. nộp nộp thuế môn bài là đó là xong rồi đúng không? Dạ rồi. Em mua chữ ký số chưa? Dạ rồi, có chữ ký số luôn rồi. Em đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử chưa? Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là cái đó là sao anh, em chưa Tức hiểu là lắm. khi mình bán hàng á, Dạ khi em xuất khẩu á dạ là em phải xuất hóa đơn đầu ra, dạ đúng rồi. thì mình sử dụng hóa đơn điện tử Dạ thì em liên hệ với lại cái bên chữ ký số đó đó, dạ em hỏi nó cái dịch vụ bán hóa đơn điện tử cho em dạ rồi được chưa? dạ rồi. Rồi à. Rồi tiếp nè, Dạ. ty mới thành lập á thì em phải làm việc với thuế mấy vấn đề sau nộp báo cáo thuế nè, là nộp báo cáo thuế trị gia tăng, Ok. là thuế trị tăng, là em nộp hàng quý, Dạ. nộp nộp theo quý đúng Quý là 3 tháng đúng không ạ? rồi. Thì em mới thành lập tháng 5 á thì Dạ. cái quý 2 của em là tháng 5, tháng 6. Cái thời hạn mà cuối cùng nộp á là 30 tháng 4. Tức là nộp theo quý là 30 ngày. Dạ. Tức là 30 30 tháng 7. À 30 tháng 7. 30 tháng 4 đúng. 31 tháng Qua 7. rồi. Dạ rồi 31 30 tháng tháng 7, 31 tháng 7 tức là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên được không? Của quý tiếp theo. Dạ. Dạ rồi. Rồi. Nếu mà thuế giá trị gia tăng của em mà kê khai theo quý á Dạ. thì thuế thu nhập cá nhân của em cũng kê khai theo quý luôn. Dạ. Rồi được không? Thu nhập Cá nhân. cá nhân cũng theo quý luôn. Thì tôi sẽ dạy em 2 cái này. Dạ. Quý tức là em lấy 3 tháng được chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Nhưng mà nếu mà em không có trả lương cho ai á Dạ. thì em không có phát sinh tiền lương phải trả đó, thì em không cần phải kê khai. Dạ đúng rồi. Alo, Dạ, rồi. mở cam lên nói chuyện như hay hơn, có cam Ủa em không có cam hả? tôi đâu Có thấy chưa? đâu, tắt rồi không có thấy. Ủa sao kỳ vậy? Em vẫn thấy bình thường rồi ta. Tắt ấy là Dạ được chưa? em thấy lại chưa? Rồi Rồi em thấy anh lại rồi nhưng mà ok, em. rồi rồi Dạ thấy rồi, rồi, thấy rồi. Thì công ty em trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay 2 thành viên? dạ một thành viên ạ. Một thành viên hả? Dạ Là có mình có mình em em đúng luôn không? á. Mình em là nói chung là em học mà em ông em nói là em. Dạ em nên mở 2 thành viên. dạ Vì sao? Vì 2 thành viên thì cũng có chi phí tiền lương của em á mới được tính vào chi phí hợp lý, à tức là lương giám đốc của em á sau này dạ á nếu mà em lời nhiều dạ quá
em lời nhiều quá thì phải tăng chi phí lên. Mà chi phí tiền lương, mà chi phí tiền lương là một trong những chi phí mà được thuế chấp nhận là đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cơ. rồi em hiểu rồi. Còn còn em đang là một thành viên thì thuế nó không chấp nhận chi phí của giám đốc đâu, Dạ rồi. nên em phải đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thì lúc đó tiền lương của em sẽ được thuế chấp nhận là chi phí hợp lý, thì lúc đó là chi phí của em tăng lên thì lợi nhuận của em sẽ giảm xuống, em đóng thuế ít hơn. Rồi hiểu chưa? À, nếu mà mình làm theo cái kiểu như là mình có một người nữa thì mình sẽ tăng cái giá trị nó lên đúng không anh, thì cái thuế mình sẽ thấp đi đúng không? Nếu mà em có một người nữa thì xem như là hai người, thì lúc đó là trong cái bảng lương của em sẽ có hai vị trí là giám đốc và phó giám đốc chẳng hạn, hay là kế Rồi toán gì đó, thì em sẽ được đưa vào chi phí của hai cái người đó. Rồi hiểu chưa? ok anh. Rồi thì bây giờ tôi sẽ chỉ em về cái cách kê khai. Nhắc lại nha, là năm 2022 em sẽ kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý, được chưa? Do em mới thành lập chưa đủ 12 tháng. Hiểu không? Dạ rồi. Để tôi gửi cái bài đó cho em để em đọc, em nghiên cứu thêm. Dạ rồi. Nè, thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân kê khai theo tháng hay theo quý nè. Thì Dạ rồi. mình đọc cái dưới đây. Dạ, câu hỏi. Từ từ để tôi kéo xuống đi thôi. Dạ. Thay thế. ND126 là cái gì em? Nghị định Nghị định. 126. À. Nghị định 126 được. Dạ rồi. Đây nè, em kéo xuống chỗ em thấy A2 này chưa? Xuống cái Đây nè, trên cái bảng của tôi là thấy không? Em khỏi dòm bảng của em, dòm bảng của tôi đi. Anh rồi. dòm màn hình nè. Trường Dạ hợp rồi. người, có nghĩa là về, tôi nói về cái văn bản trước cho em nắm nha. Dạ. Thì em phải làm về thuế, thì em đọc cái luật quản lý thuế 38, em lên Google em tải về. Quản Luật lý quản lý thuế 38. Em gõ đó là nó sẽ hiện ra, là em tải về em đọc được chưa? Rồi. Và cái nghị định 126 này, nghị định 126 là nó hướng dẫn luật quản lý thuế đó, là nó sẽ hướng dẫn về cái cách kê khai từng loại thuế. Kê khai tổng lại thế. Dạ rồi. Rồi thì nó có rất là nhiều thứ trong đó, thì tôi chỉ dạy em về thuế trị tăng nên tôi tóm tắt một vài ý cho em nắm thôi được không? Dạ được. thì Mai mốt học thì cũng được. Dạ. thì mình học để mình làm xong cái quý 2 này đi. Dạ rồi, dạ rồi. Là trường hợp người nộp thuế nè, mới bắt đầu hoạt động nè, thì được lựa chọn kê khai thuế trị tăng theo quý. Dạ đúng rồi. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng từ năm dương lịch liền kề tiếp theo. Đã đủ 12 tháng thì căn cứ doanh thu của năm dương lịch liền kề để thực hiện kê khai thuế trị tăng theo tháng hoặc theo quý. Thì đây nè, có nghĩa là năm 2022 á, là em mới hoạt động chưa đủ 12 tháng nên em kê khai theo quý được không? Cứ 3 tháng là Còn mình kê khai còn một nếu em kê khai theo tháng cũng được luôn, lần. tức là em không thích kê khai theo quý, em kê khai theo tháng được. Tức là về mặt nguyên tắc á, là 100% là kê khai theo tháng chứ không phải là theo quý, nhưng mà người ta cho mình được lựa chọn trong trường hợp mình chưa đủ 12 tháng thì được quyền kê khai theo quý. Vậy là do em lựa chọn, vậy em kê khai theo quý đi, hiểu chưa? Rồi Dạ rồi. vậy là sau năm 2022 thì qua 2023 Dạ rồi. thì mình mới xem lại năm 2022 cũng chưa đủ 12 tháng luôn, Dạ đúng rồi, phải tức tới là tháng tháng 5 năm sau nữa đúng mới rồi, đủ 12. thì xem như năm 2023 vẫn kê khai theo quý luôn. Rồi hiểu chỗ này không? Rồi, ok. Nói chung là tới tháng 5 của năm sau mình mới bắt đầu là mình theo tháng lại đúng không anh? Không không, Không luôn hả? tính là tính theo tròn năm dương lịch chứ không phải mình tính theo À tháng tròn liền năm. kề.
chứ không phải là rồi chín rồi mươi tháng liền kìa. Rồi, anh Thì hiểu. qua 2024 Mình mới lúc bắt đầu. đó mình mới xem lại 2024 là từ tháng 1 đó, Dạ rồi. tháng 1 2024 đó, mình mới xem lại 2023 là đủ 12 tháng là cái thứ nhất nè. Dạ Và rồi. cái tiếp theo nữa là cái doanh thu nè, cái doanh thu phải từ 50 tỷ trở xuống thì mình sẽ kê khai theo quý, tức là năm 2023 của mình nó đạt hai chỉ tiêu là đủ 12 tháng và doanh thu từ 50 tỷ trở xuống thì Mình sẽ chờ 2024 20 tỷ. mình sẽ kê khai theo quý tiếp theo. Tức là À. mình áp dụng kê khai theo tháng hay kê khai theo quý đó, mình áp dụng tròn năm, À, tức là rồi. nguyên nguyên năm dương lịch luôn. Rồi. Rồi vậy đó, rồi hiểu Em chưa hiểu rồi. nè. Dạ vậy rồi, anh là hiểu rồi. vậy là em làm kê khai theo quý của 2022 và 2023 được không? Dạ rồi. Không cần phải gửi văn bản gì cho thuế ở đây, mình tự khai Ừ. tự chịu trách nhiệm. Ừ. Rồi được chưa? Dạ rồi. Rồi, đó là xong. Thì cái đó là về mặt cái nghị định 126 và luật quản lý thuế 38 là em đọc để em biết về mặt chính sách. Được chưa? Rồi. Rồi bây giờ muốn kê khai thuế giá trị gia tăng á thì em phải tải cái phần mềm HTKK về. Thì em gửi cái đường link cho em. Dạ rồi. Đó, em vô đây. Em tải cái phần mềm này về. Được chưa? À, tại cái file zip đó đó hả? File zip À, đầu tiên luôn đúng không? đúng rồi, là Dạ rồi. 4.8.4 nè. Dạ Nói rồi. chung là nó thay đổi liên tục, được chưa? Dạ rồi. Rồi sau khi mà em tải về thì em cài. Ví dụ đây nha. À, sau khi em tải về nè, em mở zip ra, em bấm chữ setup nè. Thì Dạ rồi. em cài thì nó ra được cái biểu tượng phần mềm này. Rồi được không? Dạ rồi, ok. Rồi xong xong bước đó là đúng không? Dạ rồi. Rồi sau đó là em mới mở cái phần mềm ra nè. Đó, em mở À, phần mềm ra thì em bấm mã số mới nè, mã số mới. được chưa? Rồi em gõ mã số thuế công ty của mình. Công ty em mã số nào để tôi gõ thử luôn cho. Dạ. Xíu. Em lấy cái giấy phép á. À, đợi em xíu nha. Xem có nè. Dạ, 390 132 7415. Rồi em bấm đồng ý. Rồi nó hiện ra mấy cái thông tin đây nè, thì em gõ tới cái dấu sao này thôi nè, cái dấu sao là cơ quan thuế quản lý thôi nè, được Dạ. không? Thì em gõ nè, ví Dạ. dụ như người nộp thuế là công ty em, công ty gì, đọc đi. Dạ công ty xuất nhập khẩu. Trách nhiệm hữu hạn À, trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thương xuất nhập mại khẩu. dịch vụ xuất nhập khẩu. Xin khẩu Dạ, gì? Trần Quang Hiếu à. Trần Quang Hiếu nè. Trần không có G anh, Trần không có Ok, nó không sao đâu. G. Dạ, cái này anh thử cho em thôi đúng không? Đúng rồi, tôi ấy rồi, còn em làm cái của em là cái khác. Dạ. Rồi trụ sở nè. Cái địa chỉ thì lại Bất nằm trong cái tờ dưới này. thôi đó, ghi À, đại đi, ghi đại dạ cũng rồi. được. Em đọc địa chỉ nhà em cũng được. Dạ 123 Đình Phong Phú đi anh. Mấy cái địa chỉ em nhớ đi, còn cái địa chỉ này, công ty này, công ty tạm thôi tại vì em đang xây dựng công ty 123 á. Định Phong Phú rồi gì nữa, phường Dạ, mấy, quận mấy? phường Tăng Nhân Phú B, quận 9. Phường Tăng Nhân Phú B nè, quận 9 nè đó, Dạ đúng rồi. thành phố nè, Hồ Chí Minh đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà cái địa chỉ là phải, trên giấy phép là phải đúng nha, tại cái mã số thuế này nó liên quan tới cơ quan thuế quản lý á, nên cái Dạ địa dạ chỉ em biết rồi. Cái địa chỉ phải ừ. đúng đúng không ạ? À? Dạ rồi. Là hiện tại giấy phép em ở quận 9 đúng không?
không 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 vậy, vậy em đọc lại cái địa chỉ kia cho. Không đọc đọc tại dạ tại vì em tưởng là anh kêu em đọc đại thôi, khỏi không khỏi không không, để em đọc lại cho đọc nè. đọc đúng giấy phép rồi để nó ra. Rồi, địa chỉ nè, nhà nhà số 2 hẻm 15. Tiếp đi em. Dạ, đường Trường Đông, Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nữa. Ấp Trường Đức rồi gì nữa? Ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nữa. Ok. Rồi. Ngành nghề kinh doanh của em là xuất nhập khẩu gỗ đúng không? Dạ ở trên đây thì dạ đúng rồi. Ủa sao cái cam của em mắc à? dạ Em dạ vậy. tại vì dạ tại vì Rồi. em vô cái thông tin đó Tiếp rồi. này. Ngày bắt đầu năm tài chính em ghi là 0101 nha. Dạ. Rồi. Người ký tờ khai nè là tên em á là Trần Quang Dạ Hiếu gì phải không? Trần Hiếu Quang, em là Trần Hiếu Quang, còn cái tên công ty em nó ngược lại cái họ với Ok, Trần Hiếu cái Quang nè. Cơ dạ. quan quản lý cấp cục nè, thì em ghi là Tây Ninh. À. Đó, rồi. Dạ Em coi là cơ quan thuế quản lý của em là ở đâu? dạ rồi Là ai biết không? Chọn đúng là luôn. trên cái tờ này luôn hả ta, trên cái tờ này có không ta? Không, ví dụ cái địa chỉ của em là ở ấp Trường Đức, xã Dạ. Trường Đông nè, thị xã Hòa Thành nè, thì ở đó nó có một cái cơ quan thuế ở địa phương đó đó, Dạ rồi. là cơ quan thuế nào để tôi chọn luôn nè, biết không? Dạ không, em không mới lên đây chưa có rành lắm. À, thị Đỡ xã thì Hòa dạ. Thành, đây là thị xã Hòa Thành, chi cục thuế khu vực Hòa Thành đó Dương đó. Minh Châu. Ờ dạ đúng rồi. Rồi rồi vậy nè, xong được chưa? Dạ rồi. Em có thể em chụp lại đi, em có thể em chụp lại màn hình. Dạ rồi đó, dạ em chụp rồi. Rồi em làm tới đây thôi. Dạ. Em bấm nút ghi. Rồi, đã ghi dữ liệu thành công rồi, được không? Dạ rồi. Rồi. Em thao tác không? Em thao tác luôn đi. Dạ rồi em đang tải cái đó về. Em đang mình làm để mình thực hành luôn nha. Rồi, dạ rồi. Setup. Nãy giờ em vừa nghe anh vừa tải đó luôn. Tải về chưa? Dạ em tải được rồi mà sao nó không có hiện ra đâu. Mình gọi cái gì kêu mới xuống mất không hết 3.5 không sao ta. Như có em tải nó bị lỗi cái gì rồi. Để tôi tải tôi gửi ra em. Anh bữa em có thấy người ta hướng dẫn cho cái đăng nhập vào cái khai báo thuế anh. Nó nằm ở trên cái trang khai báo thuế mà em đăng nhập hoài bằng cái mã số này của mình đó, cái mã số thuế của em nó vô mà đăng nhập hoài không được, nó cứ sai tài khoản là sao Khi em mua chữ ký số á, anh? nó cho em user password đúng không? Dạ. Em vô cái trang là thuế điện tử đúng không? Dạ đúng rồi, thuế điện tử. .gtr.gov.vn. Dạ Em đúng bấm rồi. chữ doanh nghiệp nè.
Dạ rồi, đúng rồi, em có vô đó rồi mà em đăng nhập hoài không được. Rồi em bấm chữ đăng nhập nè. Dạ. Rồi, em gõ tên đăng nhập là mã số thuế gạch ngang QR. Rồi, nó có để bát cho em luôn mà như khi mà em nhập vô thì nó lại kêu là mật khẩu tên mật khẩu hay là gì, số tài khoản không đúng. Cái đó hôm bữa em mua cái chữ ký số của thằng nào là nó nộp cái lệ phí môn bài cho em á, Em phải hỏi lại, em em alo hỏi thằng đó được không? dạ em hỏi. Tại vì đôi lúc cái chỗ này nó bị cái lỗi gì tôi cũng không có rành cái chỗ này đó, Dạ ví dụ rồi em hiểu. như như tôi vô được nè. Dạ rồi, tại vì bữa giờ em cũng không biết hỏi ai hết á, tại vì em cũng biết là ông Nè đó, em cũng có kết bạn. nè nè, em thấy tôi vô được nè, thấy không? Dạ rồi, Chứ đúng bây rồi. giờ em kêu em vô không được tôi cũng chịu chết. Bây giờ Dạ, tại vì em alo qua cho cái thằng mà nó bán chữ ký số cho em, cái thằng mà khúc mà thành lập doanh nghiệp cho em á, là nó mua chữ ký số, nó nộp lệ phí môn bài cho em luôn á, là cái thằng đó nó thể thao tác lại cho em xem dạ rồi, ok anh, đó. để em ngày mai em hỏi ông đó lại. Thì đây là tôi vô được nè. Rồi bây giờ đây. À, em tải về chưa được thì tôi gửi cho em nha. Em tải về được chưa? Em tải về rồi được nhưng mà là em lại cài nó cài không được. Rồi, đây để tôi cho em cài thì đây nè. Cái máy của em phải mở cái quyền admin mới cài được. Không biết em có quyền admin gì không, nó có báo lỗi gì không? Nó để em mở lên em đọc cho, tại vì em cũng không có giỏi cái này lắm. Em chụp em gửi hình qua coi, Nó password 3.5 gì đó của em. em chụp em gửi hình qua coi. Đó, em gửi qua nữa. Cái này nó bị lỗi gì? Tôi chưa thấy luôn, nó gửi hình qua mà tôi chưa thấy. À, đây rồi nè, em bấm đồng ý đi, Em bấm đồng ý luôn rồi. nó ra cái gì em cứ bấm đồng ý, em làm theo hết chỗ đó đi. Alo Quang ơi, Dạ. Em bấm đồng ý kết thúc luôn rồi mà sao nó lại không có hiện cái đó ra chứ. đây nè, bây giờ em nhìn dưới màn hình của tôi đây, Dạ. em tải về chỗ này rồi nè, em bấm nút phải nè, em check here, Chắc em giải nén chưa? rồi. Rồi đúng Rồi, bấm không? set Chưa? up đúng không? Rồi này em bấm chữ setup cái mũi tên đi nè, Dạ rồi, em thấy rồi. rồi làm lại có được không? Nó cũng kêu cái bị lỗi cái đó 3.5 gì đó em không hiểu, nó bấm đồng ý cái xong nó kêu Nó kêu cái gì nữa, chụp hình coi. dạ nó kêu là chọn kết thúc để kết thúc quá trình cài đặt rồi, để cái chương trình này nó bây giờ nó nằm ở đâu, em tải xong rồi nè. Ok vậy ta. Đây nè, em ấy không được, em về em bấm cái chỗ hướng dẫn cài đặt nè. Rồi để em vô em Cứ ấy rồi thử. kêu qua bên cái tổ kỹ thuật á, xem đưa ra cái thằng mua máy laptop á. Tại cái này em máy tính bàn á, em mới mua máy tính bàn để em làm việc á. Rồi để Hướng em dẫn coi. cài đặt nè. Cái nè em giờ hôm nay À, đọc nè, đối với máy tính đó 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 cài nè thì thực hiện như sau nè, giải nén gì mà la la nè, cứ đọc theo làm nha. Dạ rồi, vậy cái này để em là để mai em làm Ừ, cái này em tự mò đi nha.
dạ Vậy rồi này có hướng dẫn hết rồi ok nè. anh. Dạ dạ rồi ok anh. Dạ. Mình nó dân kỹ thuật hồi nó rối với cái chợ Dạ rồi, đó, ok. gửi tài liệu cho em á, em mấy em này. Dạ rồi. Rồi sau khi mà em bấm nút ghi xong rồi nè, Dạ. em ghi như vậy là thành công nha. Còn nếu mà em ghi rồi ví dụ như nó báo nè đó, vậy có nghĩa là thông tin sai Thiếu. nè, bạn có muốn ghi lại không? Em ghi không, em mới vô em chỉnh những cái màu đỏ đó, hiểu chưa? Dạ rồi. Đó nè, đó đúng rồi. Dạ. Tức là khi mà em làm về kê khai trên HTK này nè, mà Dạ. em làm xong bất cứ một cái gì đó em bấm nút ghi mà nó báo nó ghi là đã ghi thành công, tức là em làm đúng. Còn nếu mà Dạ. em mà làm sai là nó hiện màu đỏ cái nãy đó, được chưa? Dạ rồi, dạ Rồi xong thì sau khi mà vô tới đây rồi nè đó, thì em mới bấm vô thuế chị tăng nè, thấy chưa? Dạ rồi. Rồi em bấm chỗ nè 01 80 nè, thấy Không. không? Dạ rồi. Vậy là hồi nãy tôi nói là cái luật quản lý thuế là 38 và cái Dạ nghị định 26, và em lên mạng em tải cái thông tư 78 này nữa, thông tư 80 này nữa, là nó hướng dẫn cho em. Để tôi gửi rồi. em thông tư 80 Từ 80. là nó hướng dẫn về cái phần mà kê khai thuế. Dạ. Thế em thấy nó rất là nhiều thứ Dạ đúng rồi, nên rồi, nên bây giờ mình thì cứ tôi chỉ mấy cái văn bản để cho em biết, em đọc trước cái đã nha. dạ. Đây thông tư 80 nè, tôi gửi cho em. Còn cái nghị định với lại luật quản lý thế em lên mạng em tải về đi. Thôi còn Dạ, không thì cái không thích. luật quản lý thuế 38 với nghị định 126 đúng không anh? Rồi tôi gửi em luôn cho, để tôi có luôn, tôi gửi luôn cho nè. Rồi Dạ rồi. còn về hóa đơn điện tử á, là em đọc cái nghị định 123 tôi gửi luôn. Rồi cái nghị định 126 và cái thông tư 80 á, là nó hướng dẫn cho luật quản lý thuế 38, là nó hướng dẫn về tất cả kê khai thuế, được chưa? Rồi. Còn cái nghị định 123 này là nó nói về cái vấn đề là hóa đơn điện tử, Hóa đơn điện tử. là nó hướng dẫn mình cái cách viết hóa đơn, rồi một hóa đơn điện tử nó hợp lý là như thế nào, hợp pháp như thế nào. Rồi. Rồi nếu mà em bị sai về vấn đề mà viết hóa đơn nữa, ví dụ như em bán hàng ngày hôm nay ngày 3 tháng 6, về vấn đề mà xuất hóa đơn của bên công ty em mà xuất khẩu á, là thời điểm xuất hóa đơn là cái ngày thông quan, cái ngày mà hàng của em thông quan là ngày đó là ngày xuất hóa đơn. Ví dụ như ngày 3 tháng 6 là ngày thông quan đi, là em xuất hóa đơn, nhưng mà em ngày 5 tháng 6 em mới xuất hóa đơn á, là lúc đó em sẽ bị vi phạm. Mà em vi phạm á, là em sẽ bị phạt ở đây là đọc nghị định 125 là phạt về hóa đơn. Anh thấy quá trời văn bản luôn, Nghị định 125 125 xử phạt là đúng không anh? xử xử phạt về vi phạm hóa đơn rồi, được chưa? Dạ rồi. Đó là toàn bộ về
văn bản pháp quy về thuế đó. Dạ rồi. Còn về thuế thu nhập cá nhân á, là em đọc cái thông tư 111, em ghi đi, Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập cá nhân thông tư 111 thông tư một 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 và thông tư 92. dạ rồi Còn thuế giá trị gia tăng á, dạ là em đọc thông tư 29. thông tư 29 thuế trị tăng là thông tư 29, thuế thu nhập cá nhân là thông tư 111 và thông tư 92. Thuế thu nhập doanh nghiệp đọc thông tư 78 và thông tư 96. thông tư nhiêu anh 78 bảy tám và thông tư 96. chín sáu rồi Rồi. Rồi chưa? thế thôi dạ rồi Rồi tôi nói lại nè. Khi mà doanh nghiệp mới thành lập á, là em nộp lệ phí môn bài là trong vòng 30 ngày kể từ ngày có giấy phép. dạ Rồi sau đó hàng quý á, là em nộp thuế thu nhập cá nhân và giá trị gia tăng. Được dạ chưa? rồi Rồi cuối năm, cuối năm dạ là em phải nộp báo cáo tài chính, báo cáo rồi tài chính rồi quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, toán thuế thu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân kèm thu theo nhập báo cáo tài chính. doanh nghiệp và quyết toán thu nhập cá nhân ha Quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhờ và quyết kèm theo báo cáo tài chính. thuế nhờ rồi Thời hạn nộp quyết toán năm là ngày 31 tháng 3 của năm sau, tức là 3 tháng đó, 30 31 tháng 3 của năm sau. dạ rồi Còn tạm tính thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng á, là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý sau. tạm gì anh Tạm tạm tính gì nộp, tạm à tạm là tính, tạm nộp tờ khai thuế trị tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quý á, dạ rồi là tháng đầu ngày tiên, ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của cái quý tiếp theo. Là ví dụ như là quý 2 đi, là dạ em sẽ tới 31 tháng 7. Đúng không? dạ đúng rồi Còn ví dụ như quý 3 đi, là ngày nhiêu? quý ba là 3 tháng nữa là khoảng 30 tháng 10 Đúng rồi. cuối cuối ngày Cuối 30 tháng là 31 tháng 10. dạ Cái rồi nói chính chung vì là vậy cái ba ngày ngày cuối cùng của tháng chứ phải là ngày ngày 30, tùy theo tháng. Ví dụ như dạ đúng rồi tháng đó 29 thì mình tính tới ngày 29 thôi. Rồi được chưa? Rồi em nắm tổng quát chưa? dạ rồi Vậy công ty của em sẽ nộp lệ phí môn bài nè. dạ Lệ phí môn bài là qua năm 2023 là em sẽ nộp vào tháng 1 của năm sau. Nộp tiền đó nha. dạ Nộp tiền được không? à Nếu mà cái vốn của em tại á, vốn của em mà trên 10 tỷ á, là nộp 3 triệu. Còn dưới 10 tỷ là nộp 2 triệu là lệ phí môn bài á. 2 triệu là lại phí môn bài hàng năm đúng không anh Nộp vào tháng 1 của năm sau. năm sau là cứ 1 năm là mình cứ nộp 2 triệu là cứ qua tới năm sau là nếu mà lệ phí của mình cứ nó cứ nếu mà nó dưới 10 tỷ thì nó 2 triệu 5 còn triệu. trên 10 tỷ là 3 triệu Đúng rồi. là Thì cái thông tư về lệ phí môn bài em có thể lên Google em gõ em ấy, chứ còn tôi không nhớ cái đó nữa. Hiểu dạ chưa? Nhiều quá làm sao nhớ, không nhớ hết, mình chỉ nhớ mấy cái tổng quát dạ vậy thôi. Rồi vậy là thuế lệ phí môn bài là hiểu rồi nha.
Còn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân là em nộp hàng quý, nộp tờ khai chứ nha, nộp tờ khai chứ nha. Còn hồi nãy lệ phí môn bài là em nộp tiền luôn nha, cái lệ phí môn bài hồi nãy là em nộp tiền luôn chứ em không làm tờ khai nữa, em chỉ làm tờ khai một lần thôi. Rồi làm tờ khai một lần rồi, nói chung là cứ hàng năm là em cứ tới đó em đóng 2 triệu cho cái đó là được. Đóng trên mạng luôn, nộp tiền trên mạng luôn. À, nộp tiền trên mạng rồi. Nộp online, nộp online trang thuế điện tử luôn á. Dạ rồi. Còn tất cả các loại thuế khác á là giá trị gia tăng. Là trước khi nộp tiền là em phải kê khai, tức là làm trên cái phần mềm này trước đã. Tức là kê khai thuế trị tăng, thuế nhập cá nhân trên cái phần mềm này trước. Rồi hiểu không? Rồi. Dạ rồi. Kê Tức khai thuế giá là trị gia tăng với lại thu nhập cá nhân đúng không anh? giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, hàng quý. Giá trị gia Hàng tăng quý. và thu nhập cá nhân là trước khi nộp tiền thuế cho nhà nước là em Dạ. phải kê khai, tức là làm tờ khai trên HTKK này trước cái Trước. đã. Rồi sau đó mình mới nộp tờ Dạ rồi. khai. Nếu Dạ mình nộp rồi. tờ khai xong mà nếu mình có số thuế phải nộp thì lúc đó mình mới làm cái động tác nộp tiền. Rồi hiểu từng bước không? Tức Rồi. là lệ phí môn bài là không cần phải làm tờ khai nữa mà cứ tháng 1 năm sau nộp tiền luôn được không? Là cứ nộp thẳng tiền lên cho thuế là được, thuế Đúng điện tử rồi, là được. đúng rồi. Còn còn cái Trừ khi nào em thay đổi vốn cơ, trừ khi nào em thay thấy đổi vốn mà đang 7 tỷ vốn mà điều thay lệ thì lúc đó em mới đó. làm lại cái tờ khai lệ phí môn bài. Rồi em hiểu rồi. Còn không cái thay đổi vốn là em không có làm lại tờ khai mà cứ lấy tiền đi nộp thôi, được Dạ rồi em hiểu rồi. còn đối với Còn lại thuế, đối với lại tất cả các loại thuế còn lại, giá dạ trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính, trước dạ khi em nộp tiền thuế cho nhà nước thì em phải kê khai những cái loại thuế rồi đó cái trước trên phần mềm này trước cái đã, thì tôi sẽ chỉ dạ em cách kê khai. dạ Mình kê khai xong mình nộp qua mạng, dạ rồi sau đó nếu mà có số thuế phải nộp mình mới làm cái động tác nộp tiền. Vậy có ba à bước. Bước 1 là kê khai trên dạ rồi HTKK. là bước 1 kê Trên HTKK của tất cả các loại thuế, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, báo cáo tài chính luôn. rồi. Rồi. Sau đó qua bước 2 là vào trang thuế điện tử.gov.vn để nộp tờ khai qua mạng. Dạ rồi. Rồi sau đó mình mới làm cái động tác là nếu có số thuế phải nộp thì mình mới làm cái động tác là nộp tiền qua mạng. Dạ rồi. Nếu có số thuế phải nộp thì mình mới nộp tiền qua mạng. Dạ rồi. Đúng rồi. Tại tôi thấy tôi vô lại thôi. Dạ. Rồi tôi chỉ qua đây luôn nè, để trước khi làm hồi hôm nay nó vô nè. Nè, trước khi mà em sau khi mà em làm trên đây xong rồi nè, tí nữa tôi sẽ chỉ cho nha. Sau khi mà em làm ở trên đây luôn nè. Sau khi mà em làm cái này xong rồi nè, tí nữa tôi sẽ chỉ.
Em bấm chữ kết xúc nè. Rồi mình mới xuất XML. Thấy không? Kết xuất XML. Sau khi mình làm xong rồi mình bấm nút ghi trước cái đã được không? Dạ rồi ghi. Rồi sau đó em bấm chữ kết xúc nè. Dạ. Rồi sau đó có kết xúc XML nè, thấy không? Dạ rồi. Bấm chữ kết xúc. Em đừng có sửa tên gì hết. Nó thành một cái tên như thế này luôn. Là thuế chỉ là tăng là được không? Dạ. Là em có file XML rồi đúng không? Dạ rồi. Rồi sau đó nè, em muốn nộp tờ khai thuế. Có nghĩa là mình nộp tờ khai là mình nộp file XML á, được chưa? XML là cái file của cái đó là mình làm xong là nó sẵn luôn đúng không anh? Đúng rồi, thì đây nè, sau khi em làm xong cái tờ khai này. Dạ. Em bấm chữ kết xuất XML được không? Dạ rồi. Thì mình để rồi, cái file tên gì luôn rồi bấm chữ save là được không? Dạ được. Rồi xong cái file đó em nhớ cái đường lưu của em. Rồi sau đó em lên cái trang thuế điện tử. Dạ. Rồi đăng nhập. Được chưa? Dạ rồi. Rồi sau đó em bấm chữ đăng ký thuế nè. Dạ rồi. Đó, em mới chọn chọn cái hồ sơ mình đăng ký. Mình. Rồi ok em hiểu rồi. Đây nè. Đăng ký thuế nè. Đăng ký mới. Mới thay đổi thôi. Rồi rồi, để tôi coi cái này coi. Đăng ký thằng này. Không, em vô chỗ này nè. Em vô khai thuế. Dạ, khai thuế. Em vô là đăng ký tờ khai. Đăng ký tờ khai, vô rồi. Rồi, sau đó nè. Cái đây là đã đăng ký rồi nên nó có mấy cái này. Dạ. Thì em phải đăng ký thuế trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và báo cáo tài chính. Dạ. Và lệ phí môn bài. À, thì em cái đăng... này là hàng năm đó. Không không, nó lại nè. Em bấm vô khai thuế. Dạ. Em bấm vô là đăng ký tờ khai. Thì công ty em là công ty mới á nên nó chưa có mấy cái này. Cái này là đã đăng ký rồi. Tức là trước khi mà em nộp bất cứ một cái tờ khai nào cho thuế là em phải đăng ký với thuế cái đã. Dạ rồi. Vậy của em là nó mới chỉ nộp cái lệ phí môn bài thôi, là nó có cái thuế môn bài thôi à. Dạ rồi. Còn mấy cái này là chưa có. Được chưa? Nên em phải bấm chỗ này nữa nè. Ở dưới nè. Em bấm là đăng ký thêm tờ khai. Đăng ký thêm tờ khai. Và bấm ở đây nè. Tí nữa tôi ấy xong rồi tôi gửi cái video lại cho em xem. Dạ rồi. Tôi nghĩ là xem lại. Nè. Bấm thêm tờ khai này xong rồi nó có thuế chị đăng này, thấy không? Dạ rồi. Thì em đăng ký cái mẫu này nè. À. Đây nè, em đăng ký cái mẫu 01 đây nè, thấy không? Dạ rồi. Thì trên đây nó sẽ thể hiện cho em cái mẫu đó. Ở trên này nó do tôi đăng ký rồi nên nó không có. Ừ. Thì em sẽ ghi cái chỗ này đăng ký mẫu nè. Và em chọn cái chỗ đây nè. Là em chọn là kê khai theo tháng. Đây nè. Ví dụ đây là mẫu đây nó đã đăng ký rồi. Cái này nó đăng ký cái mẫu 01 đây rồi, em thấy không? Cái mẫu 01 nè. 01, vậy rồi. Để tôi xem lại có không? Dòm lại đây nha. Đây nè, nó có rồi nè, em thấy không nè? Đúng rồi, 01 tờ khai thế cho tăng, vậy rồi. Thấy không? Nó kê khai quý nè. Nên của em mà chưa có thì em vô đăng ký tờ khai. Em nhớ tờ khai này nha, em nhớ tờ khai này chưa? Vậy rồi. Em vô đăng ký tờ khai nè. Em bấm như là đăng ký thêm nè. Em chọn cái mẫu 01 đó được không? Dạ rồi. Để em bấm cái chỗ này là kê khai theo gì? Theo quý. Theo quý. À. Và ở đây em chọn, là quý mấy? Quý 2. Quý 2. Dạ rồi. Để em bấm nút chọn nè được không? Dạ rồi. Bấm đúng đây nè. Rồi sau đó em bấm chữ ở dưới đây nè. Dưới đây là tiếp tục nè, được không? Dạ rồi. Rồi cứ hoàn thành thì nó sẽ hiện ra cái này cho em. Tức là nó sẽ hiện ra là những cái tờ khai mà em đăng ký. Rồi hiểu không?
Nè, cái tờ khai đăng ký thành công của mình nó sẽ hiện lên trên đây luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy em ghi lại đi, em ghi lại mấy cái này nè. Dạ. Em ghi lại tờ khai thuế chị Tăng này, đăng ký tờ khai này. Là kê khai quý. Là kê khai quý. Quý của em là quý 2. Kỳ bắt đầu là quý 2 2022. Dạ rồi. Rồi. Thuế thu nhập doanh nghiệp á. Thuế nhập doanh nghiệp á là dạ. Em đăng ký cái mẫu này nè. Thuế doanh nghiệp. Đăng ký vào rồi được chưa? Dạ quyết toán thế. Rồi kê khai theo năm mà. Kê khai theo năm. Dạ rồi. Kỳ bắt đầu là 2022. Kỳ bắt đầu là 2022. Dạ rồi. Rồi em bấm cái nút chọn được chưa? Rồi. Thuế thu nhập cá nhân á là em đăng ký hai cái tờ khai này đó, thu nhập cá nhân đăng ký cái số 10, số 11. Cá nhân là 05. Kê khai theo quý. Dạ rồi. Của em là cái 05 đây nè. Cái 05 KK nè, là em ghi là quý 2 2022. Quý 2. Dạ rồi. Còn cái 05 QTT nè, là em ghi là 2022. 2022. Quý 2 vậy rồi. Rồi. 2022. Rồi. QTT vậy rồi. Và cái báo cáo tài chính của em nè. Báo cáo tài chính. Đây nè, báo cáo tài chính nè. Là em ghi, em chọn cái thông tư 200. TT200. Ừ. Dạ rồi. Em ghi là theo năm, em ghi là 2022. Dạ rồi. Rồi được chưa? Dạ rồi. Rồi xong rồi đó, chỉ vậy thôi. Dạ. Thì sau là khi cái gia tăng thì mình nếu mà thấy thế giá trị gia tăng thì là 0,1 giá trị gia tăng đúng không? Dạ rồi. Đây này, này, này đó, tôi lấy lại này đó, dạ, em xem. Lại này. Dạ rồi. Sau khi còn mà cái... em dạ. Học thì em cứ em thấy chữ nào mà 80 á, em có thể em dò dạ. lại nè, dò lại coi đúng không nè, dò lại coi. Dạ rồi. Rồi, thu nhập doanh nghiệp nè, thì cái này 0,3. Dạ rồi, TDN. Dạ rồi. Thu nhập cá nhân. À, 05. Hai cái này. KK. Dạ rồi. Rồi báo cáo tài chính là thông tư 200. Dạ rồi, ok. Sau khi mà em đăng ký xong thì em bấm vô chữ đăng ký tờ khai này. Thì nó sẽ hiện ra cái danh sách mà vừa rồi em đăng ký. Được không? À. Hiểu chưa? Dạ rồi. Tức là em mà bấm vô cái chữ đăng ký tờ khai này. Yeah. Mà em dò lại bên tay góc trái của mình đây nè, cái chỗ tờ khai nè. Yeah. Mà nó hiện ra những cái tờ khai mà vừa rồi em đăng ký á, mà yeah. nó có trên đây nè, nó có trên này. Dạ, yeah, có hiện trên đó đúng không? Tức là đúng. Được chưa? Còn mà nếu mình sai sót gì là mình phải coi lại. Mình sai sót thì mình đăng ký lại, nếu không có mình đăng ký lại. Dạ. Yeah. Rồi hiểu không? Dạ, yeah, rồi em hiểu rồi. Rồi tiếp nè. Thì sau khi mà em vậy là xong về vấn đề đăng ký tờ khai nha. Yeah. Thì bây giờ nè, sau khi mà em làm xong cái này, giả sử em làm xong cái này, em xuất ra XML rồi. Dạ yeah, rồi. Đây nè, giả sử em làm xong cái này,
em xuất ra cái xuất nè, bấm ra xuất em, xuất email là được rồi, là có cái file rồi đúng không? Dạ rồi. Và em đã đăng ký rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em bấm chữ là nộp tờ khai nè, Nạp thấy tờ không? khai. Dạ. Bấm vô đây. Rồi em chọn tệp nè, thấy không? Dạ rồi. Thấy chưa? Dạ rồi. Em chọn tệp là em chọn tới cái file mà vừa rồi em lưu á, XML á. Đúng rồi, Rồi mình mới luôn xem. à, rồi em bấm chữ ký điện tử nè. Em bấm Dạ. ký điện tử nè. Rồi Dạ. hồi cái nó yêu cầu mã số PIN, mã số VLA gì đó. Ừ. Vừa rồi em mua chữ ký số là nó cho user password với mã số PIN. Dạ đúng rồi. Thì đó, em làm xong hết em bấm chữ ký điện tử nè. Thì Dạ. nó yêu cầu mã số PIN gì đó, em bấm mã số PIN vô, em bấm rồi sau đó em bấm nộp tờ khai. Được không? Được. Là xong. Rồi sau đó là em sẽ nhận một cái email để đây cái chỗ quản lý tài khoản nè, em bấm chỗ quản lý tài khoản nè. Em vô đây em sửa cái email của mình nè Dạ. thành email của em, để khi mà em nộp xong á thì thuế nó sẽ gửi cái thông báo về cái tài khoản của em, tài khoản email nè. Dạ. Rồi hiểu chưa nào? Dạ rồi. Còn nếu mà em không bấm vô đây là hiện tại là cái email này là email của thằng giữ ký số đó, tôi nghĩ vậy đó. Em kiểm tra lại thử ra đúng không nha. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi hiểu chỗ này chưa? Rồi, hiểu rồi. Dạ, ý là em vậy là khi là mà lúc đầu á là mình vô đăng nhập vô cái này rồi thì mình sẽ vô cái chữ khai thuế, mình sẽ vô cái đúng không? Mình sẽ đăng ký tờ khai trước. Dạ, mình đăng ký tờ khai xong xuôi. Xong xuôi hết xong mình mới qua tờ nộp tờ khai. Vậy Qua đúng không nộp ạ? tờ khai đúng không? Dạ rồi, đăng ký tờ khai xong mình mới nộp tờ khai rồi mình chọn cái tệp xong mình ký ký điện tử xong mình nộp tờ khai. Đúng rồi. Dạ rồi, ok. Nhưng mà em vô cái quản lý tài khoản nè, sửa cái email thành email của mình được không? Được ạ. Rồi. Thì cái đó là cái phần nộp tờ khai. Dạ. Rồi nếu mà em mà dỗ mà nộp tờ khai này không được nè, nó báo lỗi gì đó, Dạ. thì em có thể em lên Google em gõ cái lỗi đó nó như thế nào. Còn không, em liên hệ với ông chữ ký số mà nó bán cho em á, Dạ. tại vì mấy ông chữ ký số là mấy ông chuyên gia về xử lý kỹ thuật. Rồi nếu mà làm vô nộp tờ khai bấm cái này không được thì em bấm vô chỗ trình ký nè, Trình ký. Dạ rồi. thì em cũng ghi tới chỗ này chọn tệp luôn nè. Dạ. Tức là có hai cách nộp, À. hoặc là em bấm chữ nộp tờ khai mà không được thì em bấm qua chỗ trình ký Dạ. này, hiểu không? Nó cũng như vậy luôn đúng Đúng không ạ? rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi sau khi mà em làm xong rồi á thì em sẽ nhận được một cái email vào cái email của em á, nó ghi là đã tiếp nhận, Dạ. là mới một cái công đoạn tiếp nhận thôi, tức là em mới nộp tờ khai lên và thuế tiếp nhận thôi. Dạ. Rồi sau đó khoảng chừng trong vòng 24 giờ á, nó sẽ gửi cho em một cái email tiếp theo là chấp nhận. Tức là Tiếp nhận và xác nhận. một Dạ một cái là tiếp nhận và một cái là chấp nhận. Chấp nhận tức là đúng rồi đó. rồi. Rồi, đó là cái cách mà kiểm tra email. Còn cách hai thì em vô chữ tra cứu nè. Em vô chữ tra cứu nè, được không? Dạ rồi. Rồi em mới bấm cái chỗ là tra cứu đây nào ạ. Tra cứu thông tin, tra cứu đăng ký. Không, em vô chữ khai thuế nè. Em vô chữ khai thuế. Được không? Dạ rồi. Rồi em vô chữ là tra cứu tờ khai. Thấy không? Dạ rồi. Chờ có Bấm thực hai. vô đây nè. Đó, thì nó hiện ra cái tờ khai nào mà em cần tra cứu á. À, Em là bấm mình vô. coi nó có Nè, em bấm là vô mình coi đây. nó có hiện lên chưa. Rồi. Bấm vô đây nè, rồi em bấm ngày nộp với lại từ ngày nộp từ ngày nè, em chọn từ ngày mấy đó Dạ rồi. đến ngày nè, đó được chưa? Em Dạ chọn rồi. trong cái khung này nè, để em bấm chữ tra cứu thì nó hiện ra cái tờ khai đây nè, thấy không? Dạ Nè, rồi. tờ khai này ngày nộp nè, em vừa nộp 27 tháng 4 nè.
Dạ. Thấy chưa? Dạ rồi. Là tờ khai thuế chị tăng nè. Quý 1 nè. À, quý 1 Được không? chính thức là lần nộp. Dạ rồi, chính thức. Em coi cái trạng thái nè. Dạ, cơ Thấy quan ghi. thuế đã chấp nhận. Đó, À, thấy chữ chấp nhận không? dạ rồi, Còn nếu mà em thấy dưới đây nó ghi tình trạng là tiếp nhận, tức là chưa được. vẫn chưa được đúng không? Dạ Rồi rồi, được chưa? dạ rồi, Cái đây là một cái cách kiểm tra, ok không? dạ rồi. Rồi tiếp nè. Rồi sau đó mà em ra cái số thuế mà em phải nộp tiền á, Dạ. em bấm cái nộp nộp thuế này. Dạ. Rồi, sau đó em chọn ngân hàng của em đã đăng ký tài khoản ngân hàng chưa? Có mở tài khoản Dạ ngân rồi. hàng chưa? Dạ rồi, Đó, có mở. thì bây giờ vô đây nè, em bấm dưới nộp thuế nè, em chọn tài khoản ngân hàng. Ừ. Chọn tài khoản ngân hàng của mình, bấm chữ tiếp tục. Dạ rồi. Rồi sau đó em nộp thôi, em gõ bình thường trong này thôi. Đây nè, nộp Yeah. thuế nè, thông tin nè, loại tiền em bấm vô đây. Dạ rồi. Rồi. Đấy, tôi mẫu cho em xem nè. Những cái nào có dấu sao á là bắt buộc, được chưa? Dạ, bắt buộc mình phải lựa đúng. Ừ, những cái nào có dấu sao là bắt buộc. Ví dụ chỗ đây nè. Còn không thì em cứ em làm một hồi nó báo lỗi là em biết rồi. Dạ. Nãy trên này nó có hết rồi nè. Nói chung khi mà em làm em bấm một hồi báo lỗi là em biết. Bữa nay tôi chỉ mấy cái mà trọng trọng cho yếu trong đây thôi. Rồi tiếp nè. Dạ. Rồi bắt đầu em thấy chỗ này nè. Em bấm vô chỗ này nè. Số tờ khai nè, số quyết định nè, thông báo nè. Nội dung các khoản nộp ngân sách nè. Em bấm vô chỗ này nè, bấm vô bài chấm này nè. Rồi em nộp ra là nộp theo tháng hay là nộp theo quý, của em là nộp theo quý thì bấm vô đây. À, Rồi bấm mình tích chữ vô chọn tiếp tục. à. À, Em bấm quý 2. Rồi cái năm nào đó em ghi là quý 2 nè. Rồi 2022. Rồi em bấm đi tiếp tục. yeah. Rồi nội dung nè, em bấm vô ba chấm đây nè. Em chọn cái loại thuế ở đây. Đó là thuế thu nhập cá nhân nè hay là thuế giá trị gia tăng. Đó. Em lên Google á, không cứ dòm đây thôi. Em Yeah. lên Google em gõ là các khoản mục ngân sách nhà nước thì nó hiện ra mấy cái mục đây nè. Đây, bây giờ em chọn đây là thuế giá trị tăng thì bấm thuế giá trị tăng nè. Nè, giờ nè. Bấm thuế Thế trị giá trị tăng. gia tăng. Em Dạ bấm rồi. kiểm tra cứu nè. Rồi nó hiển thị trong đây nè, thuế giá trị gia tăng trong nước nè. Của em là Dạ. bấm cái này. Rồi, được chưa? Dạ rồi. Để em có thể ghi chú ở đây là nộp tiền thuế quý 1 đó hay là quý 2 đó ghi Quý ra. hai. Dạ rồi. Rồi Dạ. số tiền bao nhiêu triệu đó ghi ra, 2 triệu chẳng hạn. Dạ. Rồi, sau đó em bấm chữ hoàn thành. Nhớ là bỏ bỏ chữ ký số vô nha. Tức là làm mấy động tác trên mạng này là em bỏ chữ ký số vô được chưa? Dạ, là phải cắm chữ ký số thường xuyên đúng Đúng rồi. không? Dạ. Rồi hiểu chỗ này chưa? Dạ rồi. Em bấm chữ hoàn thành. Rồi sau đó là làm theo cái động tác tiếp tục thôi. Ví dụ bấm chữ hoàn thành nè. Đó nó ra nè, nó ra giấy nộp tiền cho em là thấy không? À, dạ rồi, dạ rồi. Rồi sau đó em bấm chữ trình ký nè. Không hỏi bấm chữ trình ký mà bấm ký mà nộp luôn. Rồi cái đầu nó sẽ hiện mã số PIN nữa đó. À, cái chữ ký số của mình nữa đúng không? Đúng Dạ. rồi. Rồi được chưa? Dạ rồi. Rồi sau khi mà em nộp xong nè, em vô tra cứu giấy nộp tiền nè. À, vậy là trên đây nó có đầy đủ hết. Có chứ, đó tra cứu, có nghĩa là sau khi em nộp xong em vô tra cứu giấy nộp tiền rồi điền mấy cái thông tin này vô rồi bấm chữ tra cứu được không? Dạ rồi. Rồi ok chưa? Dạ rồi, ok. Em chịu khó mình đi vô từng tab rồi nó ra thôi. Nhưng mà hai cái tab vừa rồi đây nè, tab khai thuế nè Dạ. là tập trung vô chỗ là đăng ký tờ khai. Nên cái tờ khai xong mình Rồi. nộp tờ Sau đó là qua cái tab gì? nộp tờ khai. Qua cái tab nộp tờ khai là trình ký. Dạ rồi.
Ý là nộp tờ khai nếu mà ok thì đâu cần qua trình ký, Đúng còn rồi, nếu mà đúng chưa rồi. đặt qua trình ký. Rồi với lại cái tab tra cứu tờ khai. Rồi sau đó qua cái tab quản lý tài khoản và cái Đổi tab ra nộp mail. thuế. Rồi sau đó cái tab tra cứu thì em sẽ tra cứu được cái giấy nộp tiền, không phải chỗ nộp thuế luôn, chỗ nộp thuế là có chỗ tra cứu giấy nộp tiền luôn. Đây nè, rồi vậy được chưa? Vậy là về cái mà cách nộp tờ khai với lại cách nộp tiền là được rồi đúng không? Rồi. Bây giờ tôi hướng dẫn em cái cách kê khai nha. Ấy xong này tôi gửi lại cho em mà. Tôi Dạ gửi rồi, video lại cho. ok. À, quay cái video luôn à? Dạ rồi, Ừ. ok. Rồi xong thì xem như là xong về cách nộp tờ khai với lại cách nộp tiền. Thì bây giờ mình làm trên HTK này nè. Dạ. Thì đây, em bấm vô cái lỗ này nè. Thế rồi 01T80 giờ rồi. Bấm vô đây. Thì cái khúc đây nè là nó sẽ hiện ra cái thông tin mà em đã khai ban đầu đó. Tức là nó đây nè, trên đây nè, nó lấy từ cái đây Cái nè, thông tin người đọc đây nè, nó lấy từ cái thông tin đây nè, nó đẩy qua cho rồi. em nên em không có chọn gì chỗ này cả. Đó, nó hiện ra làm sao cứ để như vậy luôn, được chưa? Dạ rồi. Em Dạ rồi. bấm, em bấm tờ khai quý, được không? Dạ rồi. Em chọn đây là quý 2, được chưa? Dạ rồi. Em bấm chỗ tờ khai lần đầu, được không? Dạ rồi. Em để là hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Thông thường, dạ rồi. Và em bấm vô cái phụ lục đây nè, phụ lục 43. Ừ, Mà phụ luật bốn. cái của em chắc hiện tại là chưa cái bán, chưa cái xuất hóa đơn đâu đúng không? Chưa bán hàng đúng không? Dạ đúng rồi. Khi nào mới bán? Tầm tháng mấy? Dạ ý là cũng bắt đầu vô hoạt động rồi đó, ý là bây giờ thì Ừ. Thì cái mặt hàng của em á là xuất khẩu á đúng không? Nếu mà Dạ đúng rồi. xuất khẩu là thuế xuất 0% thì không cần phải bấm cái phụ lục 43 này. Cái phụ lục 43 này là nó chỉ áp dụng khi nào, khi mà công ty em bán hàng trong nước mà cái mặt hàng của em nó đang bán thuế suất là 10%, nhưng mà nhà nước đang có chính sách là theo cái nghị định 15 á là nó giảm thuế suất từ 10% xuống còn 8%, tức là tùy theo mặt hàng thôi chứ không phải là mặt. Vậy là em phải đọc tiếp cái nghị định 15. Nhưng mà công ty của em nếu mà xuất khẩu không thì nó không có cái đó. Rồi. Đây nè, em lên Google em gõ nghị định 15. Đây nè, miễn giảm thuế theo nghị quyết 43 nè. Tức là vừa rồi là Covid em biết rồi. Rồi. Là nhà nước sẽ giảm cho một số ngành nghề. Một số ngành nghề là thuế xuất bán trong nước là thuế chỉ tăng 10%, sẽ giảm còn 8%. Thì những cái doanh nghiệp nào mà như vậy đó Thì mình thì mới mới bấm vô cái đó đúng rồi, tích. Còn nếu mà nếu mình không 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 có có thì muốn thôi, không bán trong nước thì mình không có tích không vô đó. đúng rồi. Rồi bây giờ tôi tích luôn nha, tôi tích cái vụ này để có cho em xem. Rồi cái màn hình này hiểu chưa? Rồi. Tiếp nè, tôi đố em nè, khi mình đã bấm lần đầu rồi á, tức là ngày ví dụ như tôi nói là ngày 1 tháng 7 đi, là em kê khai cho quý 2 mà em làm xong rồi, sau đó 3 ngày sau em phát hiện ra mình làm sai thì em vẫn vào đúng trình tự như hồi nãy và em cũng vẫn khúc này nè, em sẽ bấm vô tờ khai bổ sung. Bổ sung. Dạ rồi. Tức là em đã nộp cho thuế một lần rồi đó, thì Nhưng mà bị sao? bắt đầu lần thứ hai trở đi là em bấm tờ khai bổ sung. Tức là em đã nộp lần đầu rồi mà cái tờ khai lần đầu bị sai thì em sẽ được quyền làm lại, thì luôn luôn bấm tờ khai bổ sung. Nè, nó có lần một nè, nó có lần hai gì nè, ngày lập bổ sung từ ngày mấy nè. Tức là em đã nộp cho thuế quý 2 vào ngày 1 tháng 7
Nhưng mà sau đó là ngày 3 tháng 7 em phát hiện ra là em đã nộp cho thuế bị sai. Thì em vào lại cái tờ khai thuế trị gia tăng, vào chọn đúng lại cái quý mà sai. Mà lúc đó bấm tờ khai bổ. Bổ sung. Rồi hiểu chưa? Rồi em hiểu. Còn lúc đầu thì bấm tờ khai lần đầu. Có nghĩa là lần đầu là chỉ nộp một lần thôi. Kể từ lần thứ hai trở đi mà sửa cái tờ lần đầu gọi là bổ sung. Dạ rồi. Đây. Rồi, hiểu không? Dạ em hiểu rồi. Rồi sau khi bấm vô đây nè. Rồi em bấm vô cái phụ lục 43 này. Để em bấm chữ đồng ý. Rồi. Ok chưa? Dạ rồi. Thì ở trên này á là em chỉ cần quan tâm tới mấy chỗ này cho tôi thôi nè. Có nghĩa là nó hiện ra như vậy đúng rồi, đúng. Dạ. Em chỉ cần quan tâm từ cái chỉ tiêu 21 cho tới chỉ tiêu 43 Dạ. là cái người ký là Trần Hiếu Quang gì nè, nó có hết rồi nè. Hôm nay là ngày mấy là nó hiện là ngày 3 tháng 6 là nó tự động rồi. Thì bây giờ hồi nãy tôi nói rồi, đối với lại thuế thu nhập cá nhân á mà là em không trả tiền lương thì không có làm tờ khai thuế nhập cá nhân. Nhưng Dạ. đối với lại thuế trị gia tăng, cho dù cái quý đó em không bán hàng, em không có hóa đơn đầu vào thì vẫn phải làm tờ khai nộp cho thuế. Thì bấm vô đây nè, không phát sinh. Đó, bấm vô đây được không? Yeah. Ok chưa? Đó, nếu mà em không phát sinh thì bấm vô đây. Nhưng mà chắc chắn là không có, tại vì em nó mở ra công ty thì em có phát sinh tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, internet bla bla bla. Yeah, chắc chắn phải có đúng không? Rồi, Dạ. ok, vậy là đừng quan tâm 21 nữa. Bây giờ 22 nè. Giá trị gia tăng Thì bị không tiền. đầu tiên mà muốn nói cái tờ khai này thì tôi dạy cái lý thuyết đây cho em trước đó. Thì thuế giá trị gia tăng phải nộp á, công thức của nó bằng cái gì? Thuế giá trị gia tăng phải nộp nè. Phải nộp hàng quý hoặc là hàng tháng. Nó bằng thuế giá trị gia tăng đầu ra, tức là hóa đơn xuất ra, xuất ra trong quý, của em nếu mà xuất khẩu không á là coi chừng được hoàn, là không phải nộp á, là em sẽ được hoàn thuế. Hiểu không? Thuế trị gia tăng nè, phải nộp hàng tháng hàng quý nè, là nó bằng thuế giá trị gia tăng đầu ra, tức là hóa đơn xuất ra trong quý á, Dạ. trừ Trong ba. trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của quý đó hoặc là tháng đó. Vậy là em kê khai theo quý thì tập trung vô quý thôi, bỏ tháng đi nha. Dạ. Rồi quý là mình lấy 3 tháng. Như vậy bây giờ tôi giả sử nè, ví dụ như là quý 2 của em đi, nó là tháng 4, tháng 5, tháng 6. Đó. Tôi giả sử doanh thu của mình là tháng 4 100 triệu, 200. Một trăm, hai trăm, ba trăm. À. Thì nếu mà em bán trong nước á, bán trong nước thì thuế suất sẽ là mấy phần trăm? 10%. À. Thì nếu mà bán trong nước này, thì cái chỗ này 10%. Thì em sum ra đó là doanh thu của mình quý này là 600 và VAT là 60. Còn nếu mà em xuất khẩu thì thuế suất của em mấy phần trăm? 0%. Phần Thì ngay chỗ này nó sẽ là bằng bằng cái này nè, trăm bằng doanh thu nè nhân cho cái thuế suất 0% nè, là nó bằng bằng không.
Rồi thì khúc này á, là doanh thu của em nó là bao nhiêu? Nó cũng 600. là 600, nhưng mà thuế suất của em là bằng mấy? Thuế đầu ra là Không. bằng không. Thế nào ra không? Rồi bây giờ đầu vào của em nè, đầu vào của em nè, là tôi giả sử là mình nói về cái VAT thôi nha, là ở đây ví dụ như tôi nói là 5 triệu, rồi ở đây là 8 triệu, đây 15 triệu, vậy tổng VAT của em là bằng mấy? tổng Ba v cái còn lại, tổng VAT đầu vào của em nè ba cái còn là lại, 28 triệu, dạ rồi, mà đầu ra của em là mấy triệu? 60, Đầu ra em 60 dạ, mà đầu vào của em á, là 28, thì suy ra thuế phải nộp là mấy? Thuế phải nộp về giá trị là gia tăng, 60 trừ 28. đúng rồi, là 60 trừ 28 là em phải nộp 32 triệu của cái quý này, là của quý mấy? Quý 2 4 3 tháng Thì 4 5 6. cái ngày ngày nộp tiền thuế là cùng với ngày nộp tờ khai luôn. Tức là ngày cuối cùng là ngày 31 tháng mấy? 7. 7/2022. Đó, rồi hiểu chỗ này không có đã? Dạ rồi. Còn nếu mà ví dụ như là cái đầu ra của em nè, ở trên đây là nếu mà em xuất khẩu không thì đầu ra bằng mấy? Bằng không. Mà đầu vào là, Hai tám. thì em có phải nộp không? Vậy là lấy Không. đầu vào đầu ra là không Là nộp đúng học cứ lấy đầu ra trừ đầu vào, không? lấy đầu ra trừ đầu vào mà là số dư là phải nộp, còn số Còn số âm âm là là không không phải nộp, là được được hoàn thuế. thế là Đây, em có phải thể em ghi lại công thức là thuế chị đang phải nộp đây nè, nó bằng thuế đầu ra, tức là hóa đơn đầu ra trừ cho thuế đầu vào, tức là mua thế vào, mà nó ra số dư là phải nộp, mà nó ra số âm là không phải nộp. không. Nó ra số dương là nộp tiền cho nhà nước, còn nó Còn ra số ra là được khấu trừ không chừng là không phải nộp, được không? rồi Cái công thức này á, bằng thuế đầu ra trừ thuế chị đang đầu đúng vào của quý đó, cộng thêm nữa, cộng thêm thuế giá trị gia tăng đầu quý được khấu trừ. Tức là lấy cái phát sinh đầu ra của quý đó trừ cho phát sinh đầu vào của quý đó, và trừ tiếp cho cái thuế giá trị tăng đầu vào được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang. Hiểu không? kỳ trước là sao? Kỳ trước tức là ví dụ ở đây mình đang ở quý 2 đúng không, thì kỳ trước đó Dạ chính là quý mấy? quý một Đã, à ví dụ như quý quý 1 một xịt 2022 của em mà nó ra số âm, đây là ví dụ như quý 1 2022 của em là nó âm 15 triệu đi, cái này là quý 1 này, quý 1 của em giả sử nó âm 15, nó âm 15 triệu thì em phải là có phải là quý 1 nè là đầu ra đang lớn hơn đầu vào hay là đầu ra nhỏ hơn đầu vào? Quý 1 á quý một nó âm 15 triệu, tức là đầu ra lớn hơn đầu vào hay là đầu ra nhỏ hơn đầu vào? lớn nhỏ hơn Đầu ra nhỏ âm hơn đầu vào dạ đúng thì quý 1 em có nộp tiền thuế cho nhà nước không? rồi à, nhưng mà âm á thì là không Đúng rồi, à. thì quý 1 tôi không nộp tiền cho nhà nước, tức là quý 1 tôi vẫn được khấu, Có chừng thì cái tiền này nè nó sẽ được trừ vào quý sau. Như vậy ví dụ qua quý 2 của em nè, thì khúc đây nè là em phải nộp bao nhiêu? À, nếu mà quý 2 là thường thường là sẽ không quý 2 nếu mà là bên em xuất Không, khẩu mình không nói bên em, tôi đang nói cái ví dụ này. à Tức là hồi nãy mình lấy 60 trừ 28 ra 32 32 là mình chưa cái trừ đầu kỳ.
À đúng rồi. Vậy nếu trừ đầu kỳ luôn thì em nộp bao nhiêu? 15. Nộp có 17 thôi. Nè, nó À là 32. nè, 32. À đúng rồi, đúng rồi. 60 trừ 28 thì phải nộp 32. Nhưng mà quý 32. 1 của mình là mình vẫn được khấu, Có trừ nên khúc đây là mình trừ tiếp cho đầu kỳ là 15 nữa. 15 triệu nữa là 17. Nên cái quý 2 này mình chỉ nộp bao nhiêu? 17 triệu. Rồi, hiểu chỗ này không? Dạ rồi. Tức là công thức của nó là bằng thuế giá trị gia tăng đầu ra của quý đó Thứ đó trừ 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 đóng mở ngoặc đi, trừ đóng mở ngoặc là thuế trị gia tăng đầu vào của quý đó cộng cho thuế giá trị gia tăng đầu kỳ của quý trước chuyển lại chuyển sang. khấu trừ, khấu trừ. Rồi, hiểu không? Dạ rồi, hiểu rồi. Rồi tiếp cái chỗ này nè, nhắc lại nè, nếu mà lấy đầu ra trừ cho đầu vào cộng với lại đầu kỳ mà nó ra số dương là phải nộp, còn nó ra số âm là được khấu. Khấu trừ. Vậy nó ra số dương này nè là Nhưng nó sẽ bằng chỉ tiêu 40. Em có thể em ghi lại đi, bằng chỉ tiêu 40 này trên tờ khai, đây chỉ tiêu 40 này. rồi. Còn nếu mà nó ra chỉ tiêu 43 ở bên nó được khấu trừ, đúng không? Đây nè, Nghe được đúng. khấu trừ là nó bằng chỉ tiêu 43, chỉ tiêu này. Trừ 43 giờ rồi. Tức là trên cái tờ khai này nè, sau khi mà em làm xong á thì nó chỉ tồn tại một trong hai chỉ tiêu thôi, tức là 40 hoặc là, Bốn ba. rồi hiểu không? Nghe rồi. Chốt lại câu đó đi cái đã. Tức là khi mình làm ra cái tờ khai này, khi Rồi. mà em làm ra cái tờ khai này mà nó nằm chỉ tiêu 40, tức là phải lấy tiền đi Đi gửi. đi nộp. Dạ. Còn nó nằm chỉ tiêu 43 tức là có Không nộp cần tiền không? phải nộp. Rồi, hiểu không? Dạ rồi. Rồi bây giờ tiếp tục, vậy là hiểu cái đó rồi, bắt đầu mình đi lên, bắt đầu mình kê khai nè. Rồi, được chưa? Rồi. Thì em muốn kê khai thì đây. Rồi giờ nè, thì hồi nãy á tôi dạy em á là muốn tính ra thuế phải nộp thì mình lấy đầu ra mình trừ cho đầu gì, như Đâu vào vậy cái đầu ra này tức là hóa đơn đầu ra em xuất ra được không, là dạ rồi. thì em lấy ví dụ như là cái quý đó của em là tháng 4, tháng 5, tháng 6 nè, Dạ. là em xuất 3 tờ hóa đơn. Dạ rồi. Đây, tờ hóa đơn số 1, số 2, số 3, rồi hiểu không? Mình áp Dạ số rồi. này vô nha. Thì em lấy 3 cái tờ hóa đơn đây nè. Em mới kê vào cái bảng kê bán ra này, bảng kê bán ra nè, Dạ thấy rồi. không? Đây em dòm đây nè. À, rồi. Đó, em dòm này nó. Em giờ bốn cái này
Thì của em á là nó chỉ nằm cái đầu ra của em á là nó nằm ở chỗ này nè, 10% hoặc là không không phần trăm được không? Vậy là số 2 với số 4 thôi đúng không ạ? Không thì tùy thôi. Hồi nãy tôi nói nếu mà em xuất khẩu thì 0%, thì em lấy Dạ đúng rồi. cái em lấy cái hóa đơn nào mà 0% á thì em ghi đây nè, số hóa đơn 1234 nè, ngày lập là ngày 3 tháng 6 sỉ 2022 nè, tên người mua là công ty ABC nè, mã số thuế là gõ ra Số thấy người mua. hả, rồi doanh số chữ V nè, là với đây bao nhiêu đó mình ghi ra, em gõ từng hóa đơn nha, cái đây là gõ từng hóa đơn, cái bảng kê đây là liệt kê từng hóa đơn rồi, hiểu không? Dạ rồi, dạ rồi. Để tôi gõ 3 trường hợp cho em xem luôn nè, thế này 100 nè, 200. 200 nè, và mấy trăm, 300. mà xem như mấy cái này tôi khỏi gõ nha. Dạ, em hiểu rồi. Rồi Là thầy đã nhập ba anh đã nhập ba cái hóa đơn rồi của quý đó vô rồi. Dạ. rồi đây là đầu ra được không, Dạ rồi. tức là tôi đang cho là em xuất khẩu 100%, còn tí nữa là nó 10% thì nó tính ở dưới đây, tức là em cứ em lấy cái hóa đơn phân loại ra không phần Dạ. trăm hay 5% hay 10%, em kê nó đúng dòng thôi được không? Dạ rồi, dạ rồi, em hiểu rồi. Rồi cái này đầu ra, vậy sau khi đầu ra xong rồi em mới nhìn trên cái này nè, đó em thấy cái hai la mã nè, hàng Mã. hóa dịch vụ bán ra nè, thấy không? Dạ Thì của em 0% nó nằm đây nè, hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế 0% nè, thấy không? rồi. Hai chín. Đó, 29 nè, em ghi đây là mấy trăm? 600. Em Trăm. ghi cái này 600. Rồi. Dễ đầu ra xong chưa? Dạ rồi. Bây giờ đầu vào nè. Em lấy cái bảng kê mua vào. Đây bảng kê mua vào. Dạ rồi. Thì em sẽ lấy tất cả các hóa đơn nào mà là hóa đơn giá trị gia tăng. Bây giờ là sử dụng hóa đơn điện tử rồi nha, là khi đó người ta khi mà em mua hàng á, là người ta sẽ gửi vào email của em một cái hóa đơn, đây người ta gửi email, cái đó em biết không? Cái này thì em chưa chưa làm, em chưa được thấy luôn. Đây nè, Đây. Khi mà em sẽ liên hệ với lại cái bên mà bán cái hóa đơn điện tử cho em á, thì người ta sẽ hướng dẫn em về cái cách thông báo phát hành hóa đơn điện tử làm sao người ta làm hết cho em. Có nghĩa là cái về vấn đề mà sử dụng người ta sẽ làm hết cho em. Và em chỉ có động tác là em thao tác thôi. Tức là người ta sẽ chỉ cho em cái cách xuất hóa đơn rồi như thế nào được không? Dạ rồi. Thì khi đó là đầu ra của em, thì khi mà em viết hóa đơn đầu ra là em phải xin người ta cái xin cái khách hàng á cái email để em gửi cái hóa đơn cho người ta, thì đây đây là khách hàng, ở đây tôi là khách hàng nè, là công ty Viettel mà nó gửi cho tôi nè, được không? Dạ rồi. Thì em sẽ hóa đơn, đây là hóa đơn điện tử, nó sẽ gửi cho em một cái file PDF và một cái file ở đây là trong đây là file XML nào, hoặc là nhìn trên đây là quý khách có thể tra cứu hóa đơn điện tử, tại luôn luôn mấy cái này là nó format cho mình hết. Dạ rồi. Thì đây là em bấm vô file nè, đó đây hóa đơn điện tử nè, À, hóa đơn giá trị gia tăng. Dạ rồi, ok. rồi hiểu không? Dạ rồi. Đây hóa đơn điện tử nó có ký ký số nè, ký nè, thì em tôi chỉ vậy đó, em cứ em liên hệ công ty bán hóa đơn điện tử á, em kêu nó làm tôi hồi nó chỉ cho em là biết à. Rồi đây là xem như đây là một hóa đơn đầu vào của mình, hóa đơn điện tử được không? Dạ rồi. Nhưng mà hóa đơn điện tử này á nha, là em phải lưu cái dạng file XML đây nè, trong hai cái file này nè,
là nó có một cái file XML là em tải về nè, ví dụ tôi tải về nè, đây là file XML này, thấy không? Dạ rồi. Tức là cái file PDF đây là cái file hiển thị thôi, hiển thị cho em thấy thôi. Còn file mình muốn tải về là phải tải HTML đúng không ạ? Không, tải hai cái luôn. Tức Dạ. là tải PDF này về để em in ra, để em lưu chứng từ. Dạ. Còn cái file mà file XML này là cái file không có sửa được. Tức là về hóa đơn điện tử nó phải có một cái bảo mật gì đó, là file XML là cái file mà file gốc. Cái file đây là file khi mà ông thuế ông xuống em phải gửi cái file XML này cho ổng để ổng kiểm tra, chứ không mới gửi file này. Cái file này để em in ra để em thanh toán trong nội bộ, giữa em lưu chứng từ, em ghi sổ thôi. Dạ rồi. Hiểu không? Dạ rồi. Cái này thì giống như là cái file PDF là mình lưu lại để sau này mình làm việc với công ty của mình thôi, còn công ty em thì em giữ lại để mai mốt em làm việc với người ta, đúng không? XML là em làm việc với cơ quan thuế, em cung cấp cho người ta. Dạ rồi. Hiểu không? Còn cái file. Dạ rồi. Còn file PDF đây là lưu nội bộ thôi, Dạ rồi. in ra để lưu rồi để dễ làm việc thôi. Dạ rồi, em hiểu rồi. Rồi được chưa? Rồi. Thì khi mà em có cái hóa đơn điện tử rồi đó, thì đây là cái trang mà em có thể lưu lại trang này nè. Đây. Đây. Khi mà em đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử á, thì người ta sẽ cho em một cái user và cái password để đăng nhập vào cái trang này nè. Tức là khi mà, nói chung em cứ em làm, em làm theo tôi đi, là em tìm cái nhà cung cấp hóa đơn điện tử, em nói bây giờ tôi muốn sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78 về hóa đơn điện tử, thì người ta sẽ làm hết cái thủ tục cho em, và người ta sẽ cấp cho em một cái user và cái password, được không? Để em đăng vào đây em quản lý nè, em vô chữ cái chỗ tra cứu nè, bấm tra cứu hóa đơn nè. Thì đây nó có hóa đơn bán ra và hóa đơn mua vào nè, thấy không? Tức là toàn bộ hóa đơn đầu ra và hóa đơn mua vào của công ty em nó đều hiển thị trên đây. Tức là người ta đã quản lý cho em hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra, nó Đầu nằm ra. hết trên đây. Cũng như em tìm kiếm nè, em bấm vô đây em tìm kiếm nè, thấy không? tức Dạ, là tức là người ta đã lưu hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra của công ty em chính ok. rồi, tức là người ta Trên. lưu lưu giùm cho em á, hiểu ý tôi nói không? Rồi, em hiểu rồi. Còn nếu em không an tâm thì em tải file XML về em lưu. Tự mình làm đúng không? Còn không mình cứ lên hóa đơn điện tử này mình cứ làm thôi đúng không ạ? Đúng rồi, Rồi người ta sẽ lưu sẵn cho mình hết tất cả, rồi mai mốt mình cần cái gì hóa đơn cái thu nhập cá nhân hay là gì là mình không, cần lên đây mình không tải. không có thu nhập cá nhân, cái đây toàn hóa đơn đầu vào đầu ra thôi, không có thu nhập cá nhân đâu. Thu nhập Dạ, chỉ có không có thu nhập cá nhân, cái đây là hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra thôi. rồi em hiểu rồi. Vô trang web hóa đơn điện tử này được chưa? Dạ rồi. Nó vô trang web hóa đơn điện tử này nè, thì em sẽ có một cái chỗ này nè, đây nè, vào đây nè, bấm chỉ đăng nhập nè, Dạ. thì người ta sẽ cấp cho em cái tên đăng nhập và cái mật khẩu nè, Dạ rồi. bấm vô đây bảo là em đăng nhập thôi, thì nó hiện ra trong cái tool vừa nói, được không? Dạ rồi, ok. Tức là cái chỗ đây là nó lưu hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra cho em ngắn gọn vậy, bằng điện tử, Dạ. hiểu chưa? Dạ rồi, em hiểu rồi. Đó là cách lưu á. Còn không thì em vô cái này em tải về em lưu. Dạ, đúng rồi. Còn trên trên kia là nó lưu sẵn cho em, nhưng mà Mình trên muốn. kia, nhưng mà trên kia nó chỉ áp dụng cho kể từ ngày hôm nay là ngày 1 tháng 7 là bắt đầu 100% là tất cả các doanh nghiệp phải sử dụng thông tư 78 hết, là Là phải
Thông tư về hóa đơn điện tử theo cái nghị định mới là nghị định 123 đó. Nghị định 123 là hóa đơn điện tử, còn thông tư 78 hướng dẫn cho nghị định 123 nữa là thông tư 78 về hóa đơn điện tử. Dạ rồi. Còn trước đó thì nó nhiều loại hóa đơn điện tử lắm nên nó không có nằm trên cái trang đó đâu, nên em phải download về. Rồi đây 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 là một cái hóa đơn đầu vào. Đây ví dụ đây là hóa đơn đầu vào. Dạ rồi. Em lấy toàn bộ hóa đơn đầu vào đây nè. Em kê khai vào cái bảng kê mua vào của em. Nè nó không có nè. Thì trên đây nè, em mới xem cái mặt hàng của em á, đây là mặt hàng nó chịu thuế mấy phần trăm đây? 8%. 8% là vừa rồi nó được theo cái nghị định gì? Hồi nãy nói đó. Nghị định 15. À nghị định 15. Thì cái công ty này Viettel nè là nó được giảm thuế suất từ 10% trở thành mấy phần trăm? 8%. Vậy cái công ty này nó có làm phụ lục 43 này không? À, có. Đúng rồi. Còn công ty em không có suất 0% không thì không có làm. Dạ rồi. Hiểu không? Dạ rồi. Như vậy là đầu ra của Viettel nó chính là đầu vào của em, được không? Tại vì mình mua đó mà. Dạ rồi. Vậy bây giờ em kê khai này. Em lấy nguyên cái bảng kê đó đó. Em mới kê khai như này nè. Nó chia ra cho em nè. Em chỉ cần quan tâm tới chỗ này thôi. Còn hai cái này bỏ đi. Em chỉ cần quan tâm này nè. Dạ rồi. Tức là em lấy toàn bộ hóa đơn giá trị gia tăng. Dạ. Mà nó có cái dòng thuế như này nè. À, nó có dòng thuế nè, có thuế suất ở chỗ này nè. Dạ rồi. Còn cái nào nó không có thuế suất là đừng có lấy. Dạ. Thuế suất à. Em lấy cái nào nó có thuế suất 5%, 10% vậy đây nè. Là em lấy toàn bộ hóa đơn mà nó có thuế suất ở đây, hiểu chưa? Dạ rồi. Làm ghi hết vô trên này. Rồi hiểu không? Dạ rồi. Rồi vậy bây giờ ví dụ trên này đi. Đây của mình là, đây là quý 2 mình có mấy tờ? 3 tờ khai. Đây quý 3 tờ hóa đơn. 3 tờ hóa đơn chứ phải 3 tờ khai. 5 triệu 8 triệu 8 triệu và 15 triệu. Thì ở đây tôi cho ví dụ đây là 5 triệu thì giá chưa về là mấy biết không? 50. À 10%. 10%. Này mấy chục? 80. 80. Đây bao nhiêu? 150 triệu. Đầu vào của nó có thể 8% được không? Dạ được. Vậy cái này mình làm sao? 15 nhân cho nhân cho nhiêu? 8%. 8% chia 8% chia 8% á mà nhân cho một cái con số nào thì nó ra được số này. Vậy bây giờ bằng số này chia lại cho 8%. À chia 8%. Phải không? Phải không ta? Đúng rồi đó. Một giải này là 100 bao nhiêu? 150 triệu. 187. À, 187 em đây 8% thì 187. 187 500 đúng không? Đúng rồi. Vậy ở đây là mình có là hai cái 10% và một cái mấy phần trăm? 8%. Rồi. Mình lấy những cái, nhắc lại nha. Em lấy những cái hóa đơn đầu vào. Hóa đơn giá trị gia tăng nha, phải là hóa đơn giá trị gia tăng. Đầu vào mà nó có dòng thuế suất ở đây nè. 8%. Còn hóa đơn bán hàng là không có lấy. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn có thuế suất không? Đây nè, hóa đơn đây là không có lấy. Hóa đơn đỏ. Không, hồi xưa mới là hóa đơn đỏ. Chứ bây giờ hóa đơn điện tử nó đâu có màu đâu. Hồi xưa người ta hay nói hóa đơn đỏ. Hồi xưa viết tay, còn bây giờ là hóa đơn điện tử. Là cái, em bỏ cái màu gì thì ra màu đó thôi. Đây nè, để tôi nói là cái hóa đơn đây nè.
Này, hóa đơn bán hàng này, thấy không? Dạ rồi. Nó đâu có dòng thuế xuất đâu. Dạ đúng rồi. Nè, em dồn chữ nè, hóa đơn bán hàng. Đây là hóa đơn giá trị gì? Gia tăng. Hóa đơn bán hàng là áp dụng cho công ty nào mà tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Còn hóa đơn giá trị tăng là áp dụng cho công ty nào tính thuế giá trị tăng theo phương pháp khấu trừ. Là cái lúc đăng ký lần đầu đó, là người ta đã làm cho em cái này. Được. Để công ty em mà sử dụng 100%, nói chung là 99% là đại đa số là áp dụng theo áp dụng pháp khấu trừ là hóa đơn giá trị tăng. Còn ít sử dụng hóa đơn bán hàng. Chỉ có hộ cá nhân kinh doanh á. Cái này em thấy, ví dụ em thấy cái hóa đơn này nè. Nguyễn Hoài Nam, tức là hộ cá nhân kinh doanh đó, thấy không? Hộ cá nhân kinh doanh là người ta nộp thuế khoán, tức là người ta không có sổ sách. Tức là thuế khoán, tức là thuế nó áp là một tháng nộp bao nhiêu tiền luôn. À, là cứ tới tháng là mình cứ nộp như đó thôi, còn doanh thu mình bao nhiêu thì nó không có tính toán này nọ nữa. Đúng rồi. Không cần phải báo cáo tài chính gì nữa, đúng không? Đúng rồi. Tức là người ta áp luôn, người ta nói là đối với hộ cá nhân kinh doanh này là doanh thu một năm của anh là 200 triệu. Là anh nộp 2% của 200 triệu. Ví dụ vậy đó. Thì khi lúc đó người ta mới sử dụng hóa đơn bán hàng. Rồi được chưa? Được rồi, em hiểu rồi. Còn cái công ty nào mà sử dụng hóa đơn giá trị tăng là công ty, là chắc chắn là công ty là nó khúc đó sẽ có sổ sách. Tức là khúc đây là muốn nộp thuế là phải lấy đầu ra trừ đầu vào. Còn cái ông này nè, ông không biết cần biết đầu ra đầu vào gì hết đó. Là ông thuê ông áp rồi, ông ấn định rồi. Là mình cứ năm đóng bao nhiêu tiền là cứ đóng vậy thôi, đúng không? Đúng rồi, cứ một năm đóng bao nhiêu tiền. Đúng rồi, hai cái nào, một cái là nó có thuế giá trị gia tăng 10% nè. Đúng rồi. Còn cái này không có. Cái bên đây không có, không có. Được rồi. Rồi giấy phân biệt được hai tờ hóa đơn này chưa? Dạ rồi. Rồi. Tiếp. Vậy em lấy cái hóa đơn giá trị tăng này nè. Hóa đơn mà nó có giá trị tăng này nè. Dạ. Tức là cái hóa đơn này. Đúng không? Đây, hóa đơn có dòng thuế xuất này. 8%. Thì em mới ghi vào cái bảng kê mua vào ở đây. Rồi, hiểu không? Dạ rồi. Và ghi như chỗ này thôi. Rồi. Thì bây giờ ở trên đây của mình là mình có 3 tờ. Rồi, hiểu không? Dạ rồi. Thì mình sẽ ghi ở đây mấy dòng? 3 dòng. Đúng rồi. Thì bây giờ mình ghi đây. 50, 80. Nè, em đọc rồi, em đọc chữ rồi đó. Doanh số chưa về nè, thấy không? Doanh số chưa về, dạ rồi. Ở đây về nè, thấy không? Ở đây thấy suốt dạ nè, thấy không? Cột G, K, L, 3 cột đây. Điền 3 cột đây được không? Dạ rồi. Cái file bản kê mua vào và file bản kê bán ra này là em không có gửi cho thuế. Em làm để em lưu tại công ty của mình để sau này thuế xuống quyết toán em gửi cho người ta, chứ không có gửi qua mạng cho người ta, được không? Dạ rồi. Tức là những cái file bản kê mua vào và file bản kê bán ra nè. Dạ. Em làm, em lưu tại công ty của em. Ừ. Khi thuế xuống quyết toán thì người ta yêu cầu thì em gửi cho người ta. Chứ còn không có gửi cho thuế qua mạng cái bản kê mua vào và bản kê bán ra, được không? Dạ rồi. Dạ rồi. Em chỉ gửi cho thuế cái gì mà nó nằm ở trên HTK này em mới gửi. Còn những cái file mà em làm đây là không có gửi. Cái này mình lưu lại cho công ty mình thôi, đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ tôi điền nha. Đây. Là đâu rồi? 50, 80, 87. Đây, chỗ này em sẽ điền 50, 80, 187, 500. Đúng rồi. Rồi, thuế nè. Em 500. Sẽ điền vô. Đây, thuế xuất nè, 10%.
đây là 10%, đây mấy phần trăm? 8%. Đó, thử ra nhân nó ra đó. À, rồi được chưa, em sum nó lại. Rồi. Em chỉ cần quan tâm tới cái dòng này thôi, được không? Được rồi. Rồi. Vậy hồi nãy mình có cái bảng kê bán ra chưa? Rồi. Là mình đã điền vào HTK chưa? Dạ rồi. Bây giờ bảng kê mua vào. Đây, mình điền số tổng thôi nha. Dạ rồi. Mình điền cái số tổng rồi thôi nè. 317 và 28. Dạ rồi. Vậy em điền số mã bao nhiêu giờ hôm nay nè. Đây nè. 23. 23. Là em điền bao nhiêu? Ba mua vào. Nè. Mua vào. Là giá trị hàng hóa dịch vụ chưa thuế nè. Là 310. 17. 37.500. Rồi. Chưa thuế. À. Mua vào bao nhiêu? 28. Em điện đây nè, 24 nè, 24 nè, thuế chị tăng nè, thấy không? À, thuế chị tăng 24 triệu. 28. À, 28. Rồi. Em thấy ở dưới nè. Trong đó là 23A và 24A. Dạ. Tức là 23A là con của 23. 24A là con của 24. Tức là nó nói là trong cái giá trị mua vào đây nè, là cái hàng hóa dịch vụ mà là nhập khẩu á. Dạ. Khi mà em nhập khẩu là em có cái tờ hóa đơn này không? Không. Không. Em có giấy gì? À, giấy 0%. Nhập khẩu về mà em có nộp tiền thuế chứ không phải xuất khẩu. Xuất khẩu là em thuế xuất giá trị tăng là 0%, đúng rồi. Khi mà em nhập khẩu về em bán á, là em phải kê khai cái tờ khai hải quan là em phải nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập 10%. Không cần biết 10%, nhưng mà cái chứng từ của nó là biết là gì không? Là giấy nộp tiền vào ngân sách gì? Nhà nước. Tức là cái tờ giấy vừa nãy em làm cái tờ mà nộp tiền đó, nhớ không? À, dạ rồi. Tôi không cần biết, khi mà em nhập khẩu là em phải có tôi một cái giấy nè. Tức là cái tờ giấy nó chứng minh là em đã nộp tiền gì? Nộp tiền cho hải quan. Đúng rồi. Đây. Tức là tờ giấy nó chứng minh là em đã nộp tiền gì? Tiền thuế. Giấy nộp tiền của sách nhà nước nè. Dạ rồi. Em lấy cái tờ giấy này. Em lấy cái tờ giấy này nè. Dạ rồi. Em ghi vào đây. Tức là để ghi vào cái bảng kê mua vào này nè, là nó có hai loại chứng từ. Hai loại chứng từ để ghi vào. Thứ nhất là hóa đơn gì? Giá trị gia gia tăng. Cái thứ hai là giấy gì? Giấy nộp thuế. Giấy nộp tiền thuế giá trị gia tăng. Gia tăng. Hàng nhập. Nhập khẩu. Cộng với lại tờ gì? Tờ khai gì? Hải quan. Được không? Dạ rồi. Hiểu không, Mr. Quang, hay thấy khó? Hơi khó xíu, em vẫn còn đang tiêu hồn. Hơi khó thì từ để tôi cố gắng tôi nói cho em hiểu rồi.
đây nè, đây nè, tôi có cái bài này nè, có cái bài viết như này, thuế trị tăng hàng nhập khẩu được kê khai lúc nào nè? Đây đây, tức là khi mà em nộp tiền thuế trị tăng hàng nhập khẩu á, em có giấy nộp tiền của ngân sách nhà nước này, thấy không? Dạ rồi. Đây nè, nó có là thuế trị tăng hàng nhập khẩu rồi, thấy không? Dạ rồi. Đó, em lấy số tiền cái nè, À 559 triệu. Rồi ok. nó chính là cái này nè, 59 này, Đây nó chính chính là cái là 310 mấy triệu hả? không, nó chính là cái tiền giống ở tờ hóa đơn như nè, À. tức là đối với lại cái tờ hóa đơn cái chị tăng á, Dạ rồi. thì em lấy cái dòng thuế suất này, hiểu không? Tiền thế rồi. Còn đối với lại mà hàng nhập khẩu á Dạ. thì nó chính là giấy gì, giấy nộp tiền của ngân sách nhà nước, đây là tiền thuế nè, thấy không? Còn mà để ra được cái tiền thuế này thì theo em á phải làm sao? Đây giờ nè, Hải quan. giờ mà nha, đây nè, trên tờ khai hải quan của mình á là nó có mà giá mà là tính thuế nè và thuế nhập khẩu nè, Thế thuế nhập khẩu dạ rồi. được không? Dạ rồi. Em lấy hai cái con số này nè, em lấy thuế nhập khẩu nè 26 triệu nè, Dạ rồi. em cộng cho cái trị giá tính thuế nè, Dạ. tức là cái trị giá tính thuế mà phải trả tiền cho nhà cung cấp nước ngoài á, Dạ rồi. em lấy 530 nè, em cộng 26 nè là nó ra là 557 nè, thấy Dạ rồi. không? Khúc này em mới nhân 10% thì nó mới ra là cái thuế trị tăng hàng nhập khẩu là 55 nè, thấy Dạ rồi. không? Thì hiểu chỗ này chưa? Dạ rồi. Là mình cộng xong mình mới mới cộng thuế vô đúng không? Nhân với thuế nó vô đúng. Tức là em dòm kỹ trên đây nè, trên cái tờ khai thuế trị tăng của mình nó có hai chỉ tiêu mình cần điền, tức là giá trị chưa về và Dạ rồi. gì, Thế gia tăng, thế giá trị gia tăng. giá trị chưa về và thuế trị tăng tức là về, Dạ. thì đối với lại tờ hóa đơn là dễ chưa? Đối với tờ Dạ hóa rồi. đơn là giá chưa về nè là 458 nè, thấy không? Và 458. V Dạ rồi. nè là 36. 436 nè. Rồi, đối Dạ với rồi. tờ hóa đơn dễ chưa? Dạ rồi. Đối với tờ hóa đơn thì nó có là cộng tiền hàng là giá chưa về Dạ rồi. và Đi. thuế suất Rồi. nè. Rồi, hiểu Rồi. chỗ này không? Dạ rồi. Như vậy ví dụ nhìn trên đây một cái tờ hóa đơn thế này đi, thì em nói đi, điền vào chỉ tiêu 23 là bao nhiêu? 4 chưa về là 4 458. Đúng rồi, Rồi. VT 36. đúng rồi, hiểu Dạ rồi. không? Dạ rồi, dạ rồi. Nhưng mà lấy toàn bộ cái tờ hóa đơn này á, khi mà em làm trên bảng kê mua vào nè, là em kê theo từng hóa Hóa đơn và phải lấy ở cái dòng tổng, tổng số tiền. lấy Dạ dòng rồi. tổng cộng mới ghi vào cái HTKK này, tức là trên À HTKK này là lấy dòng tổng tổng của ba cái hóa đơn cả hóa lại. đơn lại. Dạ. Còn mà để ghi vào bảng kê mua vào này thì nhìn trên tờ hóa đơn này nè, đó, lấy cái dòng này À và cái dòng này. rồi rồi Rồi, hiểu ok hiểu. chưa? Rồi rồi cứ lắp Vậy vô rồi mình tính tổng hết rồi mình mới nhập vô cái tờ hóa đơn kia. Dạ rồi hiểu rồi. mới nhập vô tờ khai. Dạ tờ khai. Nhưng mà để ghi vào cái bảng kê mua vào này thì ngoài cái hóa đơn giá trị gia tăng này ra, ngoài cái hóa đơn giá trị gia tăng này ra thì chúng ta có một cái chứng từ khác là giấy gì? Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước của thuế giá trị gia tăng hàng nhập, Nhập khẩu, phải lấy giấy nộp tiền của ngân sách nhà nước nhưng mà là của thuế giá trị tăng hàng nhập, khẩu chứ không phải là lấy giấy nộp tiền ngân sách nhà nước lệ phí môn bài ghi vô không đúng à. Phải dạ là rồi thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu kết hợp với lại tờ khai hải,
hải quan. Trên tờ khai hải quan nó có là cái giá chưa, giá trị tính rồi tính thuế cộng thêm với thuế thế nhập khẩu, thì hai cái này cộng lại nó ra 555 đây nè. Dạ rồi. Đó chính là cái cột này đó. Hiểu chưa? Dạ rồi. Từ đó nè em lấy không, nhân 10% nó ra nè 55, nó ra thuế trị tăng hàng nhập khẩu là 55 nè. Dạ rồi. Ở đây nè, ở đây là tôi bị ấy nha, ở đây là 59 lận, nhưng mà tôi cho cái số tiền em phải hiểu cái chỗ này là nếu mà tính ra chỗ này nó nếu phải mà là 55. Đúng rồi. Dạ rồi, dạ rồi. Tôi cho số tiền nó chưa khớp thôi. Dạ rồi, tại vì nãy em nhìn vô hai cái đó em lại thấy. Cái này nó chính là 55 722. Hiểu chưa? Alo. Alo, alo, Mr. Quang nghe không? Alo. Dạ rồi, em nghe nè. Nãy mạng nó yếu. Mạng nó yếu. Dạ. Dạ dạ. Rồi như vậy để ghi vào cái bảng kê mua vào này là chúng ta lấy mấy loại chứng từ? Hai. Hai, thứ nhất là hóa đơn gì? Hóa đơn giá trị gia gia tăng, hai là giấy nộp thuế cộng với tờ khai hải quan. Rồi hiểu chưa? Dạ rồi. Rồi, xem như là bây giờ mình đã làm xong cái bảng kê mua vào là 3, 15 và 28 được không? Dạ rồi. Giả sử ở đây tôi nói ở đây đi, giả sử thôi là tôi nói là ở đây mà cái tờ khai hải quan á nó là 100 và VAT của nó là 10% đó, là nó là mấy triệu? 10 triệu 10%. 10%. Thì đây là 10 triệu. Dạ rồi. Thì cái đây là 417 và bao nhiêu? 417 và 38 đúng không? 38. Để em điền lại trên này nó là 400 bao nhiêu? 417. Còn cái kia có VAT là 38 triệu. 47 500, còn đây 38. Dạ rồi. 47 500. Đây là 30. 38. Thì cái chỗ đây cái 23 nè, em sẽ ghi bao nhiêu? Trong đó nè, hàng nhập khẩu nè, em ghi bao nhiêu? Trong đó hàng nhập khẩu. 23A là con của 23. Để vô đi. Đây là hàng nhập khẩu nè. Là 100 hả? Đúng rồi, là 100. Là chỗ này là 100. Tức là người ta nói là ý là trong 417 này. Dạ, có hàng nhập khẩu. Đúng rồi. Rồi em hiểu rồi. Còn rồi 24A là con của 24. Con em điền là 10 triệu. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi hiểu chứ nào? Dạ rồi, dạ rồi. Rồi giờ nè. Vậy sau khi mà em điền hết cái này xong nè, thì cái 25 đây nè, 25 nè, nó sẽ bằng 24. Em ghi đi, 25 nó sẽ bằng 24. 25 nó bằng 24. Dạ rồi. Rồi. Như vậy dòm với cái tờ khai này là đầu vào của em là 38 triệu. Đúng không? Dạ rồi. Thuế đầu vào á. Thuế đầu vào. Còn thuế đầu ra của em là mấy? À, hồi nãy là 60 triệu thì phải. Không, mình đang làm trường hợp là 0% chứ cái nào. À 0% hả? Là bằng 0. Như vậy trong trường hợp đây lấy 0. Lấy 0 nè. Nè em thấy số lấy 0 không? Là dạ, cái rồi. Là chỉ tiêu 28 nè. Dạ rồi. Em trừ chỉ tiêu 25 là âm hay dương? Âm 38. Âm 38. Thì có phải nộp không? Không, không vậy, nộp. Lúc đây nó sẽ thành chỉ tiêu 40 hay 43? 43. Đúng rồi. Đó, hay không? Dạ. Là có nộp tiền cho nhà nước không? Không ạ. À. Sau khi em làm xong rồi nè, em ký tên nè, người ký nè. Dạ em rồi. Bấm nút ghi.
thông tin kê khai sai nè, thấy không? Bạn có muốn ghi lại không? Ghi không. Thông tin kê khai sai là lý do này, chỗ này nè, là khi mà em mà không, em mà có làm phụ lục 43 thì em mới thêm cái phụ lục 43, còn em không có làm thì em xóa nó đi, em bấm xóa nè. Thì khúc này em ghi là nó không báo lỗi. Dạ rồi, em hiểu tí, rồi. Tí nữa tôi ví dụ cái phụ lục 43 cho em xem. Dạ rồi. Sau khi em làm xong nè, bấm ghi xong rồi nè, em bấm chuyển kết xuất nè, kết xuất cái email nè. Dạ rồi. Kết xuất rồi, có cần đổi tên gì không? Dạ không. Không. Rồi lưu ở chỗ còn nào đó. Rồi bấm chữ sale rồi bắt đầu nộp tờ khai qua mạng giống như tôi nói, được chưa? Dạ rồi. Rồi xong một trường hợp. Bây giờ trường hợp tiếp theo của mình là mình bỏ cái phần nhập khẩu này đi, mình quay lại cái kia cho đúng luôn. Rồi cái này mình sẽ trở thành là ba bao nhiêu? 317. Đây là 28. 28. Rồi bỏ 100 mình luôn. Vậy cái ô đó nếu nhà mình không có hàng nhập khẩu thì mình bỏ cái ô đó, mình không có đánh ghi với cái ô đó đúng không anh? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình qua cái đầu ra của mình á, là có cần sửa cái 125 anh? Phải sửa chứ, 25 luôn luôn bằng 24. Được rồi. Phải sửa luôn là bằng 28. Rồi. Rồi bây giờ đầu ra của mình nó không phải là 0% nữa mà nó là mấy phần trăm? 10%. Đúng rồi, bây giờ 10% của mình đây. 60 đây, triệu. 60 triệu. Ừ. Để mình xóa cái 600 nè, em cứ đọc thôi nè, em dòm nè, kỹ nè. Em đọc lên dòm đi. Hàng à, hóa dịch vụ chỉ thế. À, hàng hóa chỉ thế. Thì rồi. Bỏ ra, bây giờ 10% là thấy không? Rồi, bỏ vô 10%. Để là ghi 600 vô. Dạ rồi. Đó. Rồi. Nó tự hiện cho mình luôn. Dạ rồi. Nè 600 nè. Thì VAT đầu ra là bao nhiêu? 60 triệu. Nè, thì khúc này em lấy đi. Em lấy cái 35 nè, là 60 nè. Em trừ cho 25 nè. Dạ rồi. Âm là 32. 32 nè, là mã 40 nè, thấy không? Dạ đúng rồi, mã 40 32. Là à, cái này đúng không? Nó tự động cho mình luôn hết. Cái nào màu xanh là nó tự động. Dạ. Còn cái nào màu trắng em bấm vô em rõ được. Còn cái màu xanh em bấm đâu được đâu. Dạ rồi. Em hiểu rồi. Rồi. Thì khi nó ra 40 nè là phải nộp nè, thấy không? Phải nộp 32 triệu. Dạ rồi. Như vậy giữa 40 và 43 nó chỉ tồn tại một trong hai cái thôi. À. Tiếp một à. Cái không trắng, cái tiếp à. Bây giờ em dòm trên cái 22 đi. Dạ rồi. 22 đọc cái tên nó đi. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ kỳ trước chuyển sang. Mình đang làm quý mấy đây? Quý 2. Vậy kỳ trước tức là quý mấy? Quý 1. Vậy theo em cái chỉ tiêu 22 nè, nó có số liệu khi nào? Khi mình nhập được cái tờ này ở quý 1 trước. Tức là quý 1 phải nộp hay được khấu trừ? Quý 1 40 hay 43? Nếu mà 22 mà ghi á, thì phải là 4, khấu quý 1 phải là 43. Đúng rồi. Thì quý này thì cái 22 nó mới hiện. Còn mà nếu mà quý 1 mà nó là 40 à, 40 á, thì nó sẽ không có hiện. Đúng rồi đó. Như vậy dạ. Nếu mà quý 1 2022 của em mà nó nằm chỉ tiêu 43 thì khi dạ. Em lập cái tờ khai quý 2 nè, là cái chỉ tiêu 2 nó tự động nó nhảy qua luôn. À, nó tự động nó hiện cái số đó luôn cho mình, khấu trừ. Dạ. Bây giờ mình điền nha, mình thử coi nha. Cái này là mình đang phải nộp 32 đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ mình đi, giả sử mình điền nó 10 triệu đi. Vậy theo em là chỉ tiêu, khi mình điền đây 10 triệu thì chỉ tiêu 40 nó còn bao nhiêu? 22. Đúng rồi. Đó. Thấy chưa? Dạ rồi, em hiểu rồi. Rồi ok không? Dạ rồi. Rồi bây giờ tiếp nè. Bây giờ giả sử là mình có thuế suất 8% đi, tức là mình là công ty mà có bán ra thuế suất 8%. Dạ rồi. Thì mình phải làm cái phụ lục bao nhiêu? À, 43. Phụ lục 43. Để dạ, bấm thêm rồi. Phụ lục nè, bấm thêm phụ lục. Mình gõ đây. 43 nè, bấm chữ đồng ý. Dạ rồi. Rồi tiếp nè, giờ nè, bây giờ phụ lục 43 nè, giờ đây. Bây giờ giả sử nha. Bây giờ bán ra của em nè. Nó đang là ngay chỗ này, hồi nãy mình đang làm chỗ này là 10% đúng không?
Mình dạ đang làm chỗ này nè. Rồi, đây. Rồi 10%. Bây giờ giả sử em có 200 triệu. Thôi 20 thôi. Yeah. Nếu nếu mà 10% đó là thuế suất bao nhiêu? À, nếu mà 10% thì chỗ này nó nhảy ra mấy triệu? À 2 triệu. 20 triệu, 2 triệu. Nhưng mà bây giờ 8% thôi. 8% nhân 8% lên. Rồi, hiểu chưa nào? Dạ rồi. Vậy là nó được giảm bao nhiêu vậy? Giảm 400.000. Giảm 400.000 đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy bây giờ em dòm nè. Đây đây là tổng cộng nha. Đây là tổng cộng. Vậy nếu mà đúng nè, dòm nè, nếu mà đúng là em có mấy tờ hóa đơn? 4 tờ. Vậy dòm nè, nếu mà đúng nha thì hai con số này nè. Hai con số đó. Nó sẽ nằm ở thôi. Nó sẽ nằm ở đâu trên cái này? Nó sẽ nằm ở đâu trên cái tờ khai này? Nó nằm chỉ tiêu 32 và 33. 32, 33. Đúng chưa? Vậy bây giờ chúng ta điền nè. Để dòm nè. Dòm nha. Cái phụ lục này là em liệt kê ra trong cái quý đó của em có bao nhiêu tờ hóa đơn đầu ra mà là 8%, thì em liệt kê ra hết. Em bấm F5 là thêm dòng nè. F5 thêm dòng được không? Dạ rồi. Tức là phụ lục 43 này là em liệt kê ra những cái tờ những khai tờ hóa đơn mà thuế suất 5% 8%. Chà, nó đứng rồi. Trời. Chương trình. Bấm làm sao hồi đứng im cha luôn rồi. Thông báo bạn đang chạy ứng dụng này rồi. Đang chạy ứng dụng này rồi. Thôi bữa sau nói đi, bây giờ cũng hết giờ. Bây giờ tôi ngắn gọn lại là cái phụ lục 43 đó đó. Dạ. Là em liệt kê ra những cái tờ hóa đơn mà mấy phần trăm? 8%. Rồi vậy thôi. À là giống như là 3-4 cái hóa đơn đó, có một hóa đơn 20 triệu 8% thì mình chỉ cần nhập cái hóa đơn 8% là 20 triệu đó vô là được, đúng không ạ? Chính xác. Rồi, tức là rồi. Em lấy trên cái bảng kê bán ra của em nè. Dạ. Là bao nhiêu hóa đơn trong đó có hóa đơn nào là 8% thì mình cứ nhập vô trong cái tờ khai phục lục 43 đúng không? Đúng rồi. Dạ. Okay, hiểu theo kiểu đó, còn bữa sau tôi sẽ thực hành lại cho em xem nha. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Rồi chứ được chưa? Dạ rồi, ok. Giờ anh gửi cho em cái clip đi. Để em rồi. Phải học lại nữa, em phải coi đi coi lại rất là nhiều lần mới em mới hiểu hết được. Nói chung là em cũng sẽ hiểu trong cái quá trình cài HTAK. Dạ rồi. Rồi thực hành những cái gì mà mình học á. Dạ rồi, em thực hành trực tiếp trên đó luôn cho nó dễ. Dạ. Thì mình có cái chủ nhật rồi đó, em thực hành lại rồi thứ hai dạ học tiếp nha. Dạ rồi, ok. Dạ. Rồi. Tí nữa tôi gửi cái video cho nha. Dạ rồi, dạ rồi, em cảm ơn. Rồi, bye bye nha. Yeah. Bye-bye.